Tiểu thuyết Công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả: Ma Văn Liêu. Phần 8. Có những điều thường xảy ra, đáng ghê sợ và đáng quan tâm, nhưng người ta cứ bình thản. Mỗi lần chứng kiến nó thì sợ hãi nghĩ đến số phận mình mai đây cũng vậy. Nhưng chỉ sợ hãi thoáng qua rồi quên ngay, và cuối cùng thì mọi chuyện đâu cũng lại vào đó. Tôi muốn nói đến cái chết, hay muốn đề cập thân phận nay còn mai mất của con người. Rõ là ai cũng sợ chết khi thấy nó, nhưng sợ thì sợ, cuộc sống có sức quyến rũ mạnh mẽ đến nỗi vẫn cứ coi cuộc sống trên đời là trên hết, đến nỗi không còn có gì khác quan trọng bằng, vẫn cứ đầu tư toàn bộ tim óc, khả năng và sức lực vào đó. Đang khi chết chấm dứt tất cả, nhà cửa, đất đai, sản nghiệp, chức tước, danh tiếng, cha mẹ, vợ, chồng, con, người thân, bạn hữu, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì thương thân phận bọt bèo và vì thương tính tình hời hợt nông nổi của con cái trước sự bọt bèo ấy nên Chúa mới nhắc đi nhắc lại dụ ngôn và lời khuyên như: các con hãy sẵn sàng vì chính giờ phút các con không ngờ thì con người sẽ đến, trích sách Matthew. Nhưng rồi, có mấy ai tỉnh thức? Dịp xuân năm thần học 2, xin kể lại chuyện cũ. Trong kỳ nghỉ Tết 12 ngày, tôi có một chuyến đi chơi rất bổ ích vì trong chuyến đi đó tôi học được nhiều bài học vô cùng quý giá. Tôi đang ở quê chờ đón Tết. Trước Tết 7 ngày, năm anh em, trong đó có tôi, gồm hai đại chủng sinh và ba tiểu chủng sinh đệ nhị cấp, tức từ lớp 10 đến lớp 12 hiện nay, trong cùng họ đạo rủ nhau, lén lút giấu gia đình và mọi người xung quanh, tổ chức đi chơi núi Cấm. Núi Cấm còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn. Thiên Cấm Sơn, tên Khmer, Phnom Ta Pien hay Phnom Po Pien, là một ngọn núi tại địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Núi Cấm có độ cao 705m, chiếm chu vi 28.600m, là một ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn và cao nhất tỉnh. Đây là ngọn núi ít người dám nghĩ nói chi là lui tới. Vì sống trong thời kỳ giặc giã khắp nơi, không thể biết nơi nào bình yên, nơi nào nguy hiểm. Nên chúng tôi dự định cứ hai người chở nhau trên một chiếc xe Honda, tất cả ù chạy cho lẹ đến nơi rồi quay ngay về, và nhất là tất cả đều nhất trí khi đến chân núi. Chỉ được phép đứng bên dưới nhìn lên mà thôi, miễn sao làm dịu được trí tò mò. Đi từ 5 giờ trời còn mờ tối đến khoảng 8 giờ sáng chúng tôi đã đến nơi. Tuy nhiên có sự thay đổi theo hướng tốt hơn lúc đầu dự định. Người địa phương chỉ dẫn rằng có thể leo trèo thỏa thích chỉ ở một triền núi phía đông nơi thường có người lên xuống làm ăn sinh sống. Suốt buổi sáng say sưa với bao là mới lạ, đến trưa khi đã thấm mệt và đói bụng, chúng tôi bàn nhau đi tìm một tảng đá bằng phẳng vừa có bóng mát để ngồi ăn trưa và ngắm cảnh. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã tìm được một nơi lý tưởng đúng như ý muốn, chẳng phải là một tảng đá lớn bằng phẳng sạch sẽ, mà cả một khoảng sân được một cây cổ thụ che mát. Tất cả háo hức giờ thức ăn thức uống bày ra để ăn. Khi mới vừa ăn được vài miếng thì một anh phát hiện ở một góc cuối sân còn có một hốc đá hơi âm u. Nhìn vào hốc đá chúng tôi thấy một đôi mắt to và đen đang thao láo nhìn chúng tôi. Phản ứng tự nhiên đứa nào cũng sợ, bởi chúng tôi đã từng nghe quá nhiều huyền thoại kỳ bí trên núi Cấm. Nào là núi Cấm là nơi của những ma y thần tướng. Nào là núi Cấm là thiên đàng của những dị nhân cao thủ, kể cả những hạng đầu trộm đuôi cướp khét tiếng tìm về đây để mai danh ẩn tích. Nào là núi Cấm đầy rẫy những mãnh long ác thú to lớn phi thường và cực kỳ hung dữ. Nào là núi Cấm là nơi tích chứa đầy những câu chuyện linh thiêng huyền bí đáng kinh sợ. Tuy không đứng lên bỏ chạy, nhưng lòng đứa nào cũng cảm thấy thấp thỏm sợ sệt và lo âu, chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh. Năm anh em miệng vừa nhai mắt vừa lấm lét liếc nhìn về hốc đá với tư thế luôn sẵn sàng phóng chạy. Tuy nhiên ăn gần xong mà thấy đôi mắt vẫn nhìn thao láo về chúng tôi, không có vẻ gì đe dọa. Tôi suy nghĩ, đôi mắt hiền lành mà không hề có chút dữ dằn. Đôi mắt chỉ nhìn, xua đuổi. Đôi mắt như có vẻ như muốn làm quen. Sau khi thận trọng suy tính, ném miếng bánh đang ăn dở, tôi đứng lên tiến lại gần hốc đá. Khỏi phải nói, các bạn đồng loạt nắm tay tôi kéo lại can ngăn. Nhưng tự tin nên tôi cứ tiến tới. Khi đến gần hốc đá, tôi thấy một người đàn ông ngồi trong bóng tối của hốc đá nhìn tôi cách thân thiện. Ông ta mặc áo nâu, gầy gò hốc hác. Khi còn cách ông ta khoảng 5-10 bước, tôi đứng lại dò xét. Thầy yên tâm tôi bèn ngồi xuống, miệng lí nhí. Chúng con kính chào thầy. Tôi nhác thấy gương mặt ông ta tươi tỉnh hẳn lên, cười một cách ngây thơ và đáp lại. Chào. Mấy. Chú. Tôi thấy vững dạ. Các bạn cũng thế nên tất cả mò đến đứng ở sau lưng tôi. Tôi nói tiếp. Chúng con vô tình quá. Không biết có thầy ở đây. Chúng con có làm phiền lòng thầy điều gì không ạ? Thầy cho phép chúng con ăn xong rồi đi. Được không ạ? Người đàn ạ.
Người đàn ông lớn tuổi bằng tuổi cha tôi nếu người còn sống. Gật đầu. Đâu có gì. Phiền. Mấy chú đến đây. Làm tôi vui. Lắm. Ừ. Ở lại đây. Tiếng nói có vẻ rất khó khăn nặng nhọc, trái ngược hẳn với cung cách vui tươi, hồn nhiên và hiền lành. Một anh bạn tiểu chủng sinh nói. Dạ. Bây giờ thầy có đuổi chúng con cũng không đi nữa. Tiếp theo đó là những lời nói khôi hài có phần nghiêng về chọc ghẹo khiếm nhã. Có lẽ thấy không có việc gì phải sợ, nên các bạn làm như thế, phát xuất từ nền giáo dục chỉ mình là đúng là hay ở các chủng viện. Tôi cố vừa nín nhịn vừa đỡ gạt những câu nói đùa không đúng chỗ, cho tới khi nghe được câu. Hay để chúng con xuống núi mua vài xị ba si đế. Ba si đế là kiểu nói miền Tây Nam Bộ chỉ rượu trắng, lên lai dai với thầy. Tôi bật đứng dậy quyết liệt phản đối ngay lập tức. Không được đâu, không được như thế đâu các anh em. Chẳng lẽ chúng ta được giáo dục như thế sao? Không biết ai tuổi hơn mình chứ. Họ giận tôi ra mặt và kéo nhau đi ra xa để mặc tôi ngồi nói chuyện với người đàn ông. Chúng tôi giận nhau nên chuyến đi chơi không còn vui vẻ hứng thú nữa. Chương trình kết thúc sớm. Khoảng 14 giờ 30 phút trưa mọi người xuống núi và ra về trong không khí ảm đạm. Về nhà tôi cứ day dứt nhớ hoài ánh mắt của người đàn ông. Ánh mắt ấy có một sức hút lạ kỳ. Hình như ánh mắt ấy dù rất hiền dịu, rất đơn sơ chân chất nhưng tha thiết ước muốn thổ lộ điều gì. Vì thế ngay sáng hôm sau tôi một mình một xe lặng lẽ quay trở lại núi Cấm, dù đường đi xấu và chẳng ngắn ngủi, lại đi đơn độc ai mà biết được chắc chắn đều cho tôi là đứa liều. Lên núi tôi tìm ngay đến hốc đá, người đàn ông gặp tôi cũng bằng ánh mắt như trước. Tôi tặng ông hai đòn bánh tét nhân chuối do chính tay má tôi làm. Ông mừng rỡ và cảm ơn một cách chân tình. Tôi nói rõ lý do quay lại gặp ông cười nói. Tôi biết trong số người hôm qua, chú là người có tâm có đạo. Tôi hết sức muốn nói chuyện nhiều với chú. Khi thấy chú ra về, tôi rất thất vọng ngỡ rằng chúng ta không còn có thể gặp nhau nữa. Nhưng thật là bất ngờ, hôm nay tự nhiên chú quay lại. Chúng ta nằm trong cơ duyên trời định rồi chú ơi. Ông bảo tôi gọi ông bằng anh Tư cho thân mật. Nhưng một lúc sau tôi không làm theo ý muốn của ông được nữa, mà gọi ông bằng thầy Tư, rồi xưng bằng con, vì xét về tuổi tác lẫn đức độ, ông đáng để làm cha hay làm thầy của tôi. Ông kể. Tôi là một vị sư, phát nguyện đi tu từ thuở nhỏ. Ông lặng thinh một lúc rồi tiếp. Cách đây hơn một tháng, tôi chết vì mắc bệnh lao phổi, trong ngôi chùa bác sĩ. Nói đến đó, thầy Tư đứng lên rời hốc đá dẫn tôi ra triền núi chỉ ngôi chùa mái ngói đỏ thắm nằm cách chỗ hai thầy trò đứng không xa. Đưa tôi trở vào gần hốc đá, thầy Tư kể tiếp. Hai ngày sau, lúc giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng tôi cục cựa trong quan tài, mọi người bỏ chạy. Cũng may áo quan bằng ván gòn, ở miền Tây cây gòn là cây cho trái to và thuông dài như con thoi dệt vải. To bằng bắp tay người lớn, bên trong chứa bông gòn trắng nuốt, người ta dùng làm gối nằm, thân gòn mau to nhưng nhẹ và mau mục nát. Nhà nghèo mới dùng quan tài bằng gỗ gòn là thứ gỗ bỏ đi, làm củi còn bị chê. Vừa mỏng vừa mềm nên tôi tự phá tung rồi đi ra. Mọi người càng hoảng vía, cứ núp ở xa nhìn. Họ đều cho tôi là quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng là hiện tượng một xác chết bỗng sống lại bằng một cuộc sống khác rất ghê rợn, ví dụ không còn tình cảm. Xe xác gia súc ăn đầu lòng, họ cho người xích tôi lại ở lùm cây xa xa kia. Nhưng tôi tự giải thoát và về đây sống. Tôi hỏi, nghĩa là thầy vẫn chưa chết thật? Thầy Tư lắc đầu. Tôi đã chết thật, đã chết gần 3 ngày. Đó chính là chuyện tôi sắp nói với chú. Tôi chỉ thắc mắc sao thầy Tư lại chọn tôi để tâm sự mà không chọn ai khác. Nhưng thôi, tôi nghĩ chuyện ấy cứ gác lại sau này rồi cũng sẽ rõ. Thầy Tư kể tiếp. Dần dần mọi người để yên cho tôi sống như một bóng ma, nhưng nuôi tôi mỗi ngày hai lần cơm chùa và một ấm nước để tôi sống lây lất chờ ngày chết lại lần nữa. Tôi nhìn thầy Tư với ánh mắt cảm thông. Đáp lại, thầy nhìn tôi với ánh mắt vẫn cứ hồn nhiên hiền lành như trẻ nhỏ. Giống như trong lòng thầy không vương vấn nỗi đau khổ hay oán hận gì khi bị người cùng tu nhẫn tâm đối xử như thế. Tôi chợt hiểu thầy Tư không cần ở tôi sự thương cảm, mà thầy cần cái gì khác hơn. Thầy Tư bỗng hỏi. Các chú là người theo đạo Chúa. Tôi gật đầu đáp. Thưa đúng ạ. Thầy Tư nói. Vì hôm qua khi một chú trượt chân, tôi nghe kêu Chúa ơi. Vậy tôi hỏi. Tôi không đợi thầy Tư hỏi xong, đáp ngay. Chúng con đều là đi tu bên công giáo. Thầy Tư càng lộ vẻ mừng rỡ hơn và có vẻ như đang khóc. Thầy kêu lên lần nữa. Đúng là cơ duyên tiền định thật rồi. Chúng ta nằm trong cơ duyên trời định rồi chú ơi. Nhưng thầy Tư tỏ vẻ lo lắng ngay sau đó, nên hỏi. Chú có thể giúp tôi một chuyện được không?
Tôi hăng hái hỏi chuyện gì và hứa nếu trong khả năng có thể, tôi sẽ hết lòng. Thầy Tư nói, giúp tôi theo đạo Chúa. Tôi phải bỏ đạo Phật mà theo ngay đạo Chúa. Vì tôi đã thấy rõ tất cả mọi sự việc khi vừa chết. Tôi đã từng nghe thầy hiền bạn tôi thuật lại những gì bác Bảy kể về chuyện sau khi chết, nhưng tôi cũng chưa thỏa mãn lắm nên muốn nghe tiếp qua thầy Tư. Tôi hỏi ngay, thầy có thể kể cho con nghe được không? Còn chuyện giúp thầy theo Chúa thì con có thể làm được, nhưng phải mất một thời gian học giáo lý, rồi thầy cũng phải chuyển nơi ở cho gần nhà thờ. Tôi còn đang loay hoay với mớ điều kiện không dễ đối với hoàn cảnh thầy Tư thì thầy Tư ngắt lời. Tôi chỉ cần được theo đạo. Theo đạo xong tôi sẽ chết trở lại ngay vì tôi biết cơ thể mình không thể tồn tại lâu trên đời này. Tôi ái ngại nhìn thầy Tư rồi suy tính, sẽ nhờ đến cha Luca. Hoặc tôi sẽ nhờ người bạn đàn anh mới nhận chức linh mục. Sau khi suy xét, thấy có thể được, tôi gật đầu đồng ý và cam kết với thầy Tư ngay chiều nay về đến nhà tôi sẽ xúc tiến ngay việc hệ trọng này. Thầy Tư còn dặn thêm, miễn sao tôi theo đạo, còn việc sau đó xin chú cứ để tôi lo. Thật ra tôi từ cõi chết trở về chỉ để làm cho được việc này. Sau khi thỏa thuận xong mọi việc, thầy Tư bắt đầu kể chuyện. Tôi mắc bệnh lao phổi sau một thời gian dài thì tôi chết vào khoảng 3 giờ trưa. Khi đang bị cơn bệnh hành hạ đau đớn thì cái chết thật là sự giải thoát dịu êm không thể tả. Tôi bị sốt cao liên tục và chính cơn sốt cuối cùng đã nhẹ nhàng đưa tôi về bên kia thế giới. Tôi chết nhẹ nhàng đến độ không hề hay biết mình chết vì trong cơn mê sảng, sự sống sự chết như nhau thôi, chỉ khác bỗng nhiên tôi thấy mình nhẹ lâng dễ chịu, khoan khoái như đã hết bệnh từ lúc nào. Tôi hiểu thêm một điều, đó là khi người ta quá đau khổ bên này thế giới, họ sẽ có một cái chết rất dễ chịu vì họ được giải thoát khỏi ngục tù. Còn khi người ta quá sung sướng no đủ ấm êm bên này thế giới, cái chết trở nên đau đớn lắm lắm. Từ đó, hoàng đế, vương tôn công tử, tướng lãnh, kẻ phú hào, người đầy quyền thế, người luôn có bộ hạ tiền hô hậu cũng sẽ có cái chết rất khổ đau và sẽ cảm thấy rất cô đơn trơ trọi đáng sợ sau khi chết. Vậy nếu ai nghèo khó, khổ đau, cô độc, bất hạnh, nhất ở đời này cái chết là sự vô cùng êm dịu, sự giải thoát nhẹ nhàng và sung sướng tuyệt vời. Tôi buột miệng nói, nhưng là nói theo trí óc nông cạn và ngu muội của mình. Vì luật nhân quả. Thầy Tư miễn cưỡng gật đầu, nhưng sau đó đính chính. Nói chính xác, vì thế giới bên kia hoàn toàn khác với thế giới bên này như trắng khác với đen. Thầy Tư mỉm cười, vì vậy nhà chùa và các sư đối xử với tôi ra sao, tôi chỉ cười trong lòng mà chẳng hề oán giận. Vì lẽ, đời này nào có nghĩa chi đâu. Tôi xin thầy Tư cho tôi ghi chép vào sổ tay những gì cảm thấy hay vì sợ rằng không thể nhớ. Thầy Tư gật đầu. Nói thuyết nhân quả là nói cho dễ hiểu. Nhưng để mọi người dễ bị đánh động hơn phải nói đó là vì hai cuộc bên này và bên kia thế giới quá khác biệt đến tương phản, cho nên mọi thứ đều tương khắc. Nếu chết đang khi có quá nhiều có tiền, có của, có chức, có nhiều vợ, có nhiều con nhiều cháu, có quá nhiều bạn hữu người thân, có nhà cửa sang trọng, có bổng lộc và quyền uy thế giá, khi chết sang bên kia thế giới lập tức trở nên bi trang tay. Vậy chẳng phải đau đớn lắm sao? Nếu chết đang khi là quá nhiều là ông này bà kia, là vua, quan, tướng lãnh, là ông bà chủ, là dân biểu nghị sĩ, là tiến sĩ bác học, là hòa thượng, đại đức, ông cha bà phước, ông thánh, ông thần, khi chết sang bên kia thế giới tức khắc mình trần như nhau, không còn là gì nữa cả. Sạch sẽ như một tội nhân run rẩy trước tòa án. Vậy chẳng phải là ô nhục, bẽ bàng, mắc cỡ lắm sao? Tất cả chỉ vì hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn, thế giới bên này như đêm, thế giới bên kia như ngày. Những gì khuất lấp, giấu giếm ở thế giới bên này, vừa sang thế giới bên kia bị lộ tẩy, phơi bày, vạch trần. Mọi giả bộ, mọi kiểu cách, đóng kịch đều hạ màn. Tôi nghĩ mình đang gặp đúng chân sư rồi đây. Vị chân sư này thấy và chứng kiến tận mắt mà nói lại chứ không phải học qua người này nghe qua người kia, rồi nói thánh nói tướng. Tôi mừng lắm và tự nhủ, cứ im lặng để thầy Tư tuôn ra những gì mà thầy muốn. Thầy Tư nói tiếp. Những gì con người có ở đời là giả dối. Những cái con người là trong cuộc sống đều là ảo tưởng. Càng có nhiều, càng là nhiều, khi chết xong, càng cảm thấy trơ trẽn, buồn cười, thất vọng và xấu hổ vì bỗng dưng trong phút chốc trở nên quá trần truồng. Và sự tôi hỏi thầy Tư vì không kiềm chế được thắc mắc. Thưa thầy, chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt đến mức tương phản giữa hai thế giới mà số phận của mỗi người bị định đoạt theo hướng tương phản? Sao? Thầy Tư trừng mắt tỏ vẻ xác quyết. Còn gì nữa? Chính là như vậy. Tôi không nói khác. Chú sống lành bên này sẽ được bù đắp ở bên kia. Vì sống lành là chịu thiệt mà. Phải không?
Thầy Tư ngưng nói một chút để chờ xem tôi có phản ứng gì hay không. Nín lặng một lúc thầy nói tiếp. Chú sống ác sống dữ bên này, sẽ bị lột ra ở bên kia. Vì sống ác là đàn áp, đè bẹp, hiếp đáp người khác cách này cách khác. Thầy Tư ngưng nói, nhìn chòng chọc vào mắt tôi như thách đố. Thầy cười mỉa mai rồi nói tiếp, sự báo thù trả đũa của trời đất khủng khiếp đến như thế này là cho dù hà hiếp người khác nhỏ nhặt đến đâu. Sẽ bị báo thù trả đũa đến đó, không quên sót dung thứ dù một chút xíu kín ẩn. Sự công bình đến chi ly tận triệt, nhiệm nhặt đến tàn nhẫn. Đừng mong được cho qua dẫu một cọng tóc. Chẳng có ai đứng ra làm sự phân xử ấy, mà là tự xảy ra như guồng máy. Liệu ai bênh đỡ chúng ta lúc đó? Đã định giữ im lặng và chỉ lắng nghe, nhưng tôi lại ngứa miệng. Thưa, làm sao thầy biết được tất cả những điều ấy? Hỏi xong tôi sợ thầy Tư giận vì tỏ ý nghi ngờ. Nhưng thầy Tư cười nhẹ nhàng trả lời. Chết xong ý nghĩ của chúng ta không bị bộ óc hữu hình giam nhốt nữa, mà bung ra như hoa nở. Điều ấy làm chúng ta tự nhiên thấu hiểu không cần ai dạy. Nhiều điều trước đây không thể hiểu bây giờ được thấu đáo tận gốc. Đáng khác chính tôi kinh nghiệm, lúc còn sống có những lần tôi nói hiếp một chú tiểu mà chẳng ai biết. Khi chết, tôi thấy lại được điều đó, thấy cả cảnh chú tiểu khổ sở như thế nào, thấy lại được sự bắt nạt rất ư tiểu nhân của mình. Tôi cũng phải trả giá cho bằng hết chuyện còn con thầm kín ấy cho tới tận cùng mới được buông tha. Tôi hỏi thêm, thưa thầy, thế nào là thấy sau khi chết? Vì mình không còn đôi mắt để nhìn, chú cứ nghĩ khi mình ngủ nằm chiêm bao ra sao, sau khi chết chúng ta cũng thấy như vậy. Khác ở chỗ thấy tỏ tường minh bạch sáng rõ trong bằng ý thức sáng suốt và nhận định tỉnh táo. Giống ở chỗ thấy mà không còn làm gì được. Tôi lại hỏi, thưa thầy, thầy thấy điều gì trước nhất sau khi linh hồn thoát ra khỏi xác? Tôi thấy ánh sáng chói lòa rực rỡ và trí khôn cho tôi biết đó là ông trời, là Đức, Chúa. Tôi không thấy ngay Phật tổ mà tôi vẫn theo khi còn sống. Phải sau đó rất lâu tôi mới thấy Ngài và biết Ngài là loài thụ tạo như tôi. Chỉ khác, Ngài là một trong số những bậc đại thánh. Chỉ có Đức, Chúa tôi nhắc thầy Tư đọc cho đúng là Thiên Chúa là tất cả điều mà tôi thấy đầu tiên sau khi hồn vía ra khỏi xác. Tôi bồn chồn nóng nảy hỏi, Thiên Chúa ra sao? Thưa thầy. Thầy Tư im lặng không trả lời ngay nhưng có vẻ như đắn đo. Một lúc sau đó thầy trả lời, Thiên Chúa thì thầy hát u ô một tay, rồi hai tay như muốn diễn tả, nhưng ấp úng mãi không nói được, thì, vô cùng, vô cùng. Chưa nói xong, sắc mặt thầy Tư bỗng biến đổi, mắt nhìn lên, trợn trừng. Rồi đang ngồi thì thình lình ngã vật ra nằm ngửa trên tảng đá. Ngã mạnh đến nỗi đầu thầy va xuống đá cứng nghe bụp một tiếng, rồi nằm ngay đờ bất động. Tôi rất hoảng sợ. Phản ứng lúc ấy chỉ là lay chân, lắc tay thầy vừa kêu, thầy ơi, thầy Tư ơi, liên hồi. Nhưng thầy Tư vẫn nằm im như chết. Tôi nghĩ có lẽ thầy Tư chết trở lại cũng nên. Nghĩ vậy nên tôi cuống cuồng vừa muốn rút lui êm thắm cho yên chuyện vừa cảm thấy rút lui là bất nhẫn. Thật phân vân vô cùng. Tôi cứ ngồi im trong sợ hãi như thế chừng 50 phút. Khi thấy đã hơi bình tĩnh trở lại, tôi đứng lên đi tìm nước. Đi loanh quanh tìm. Nhưng chưa thấy nước thì tôi đã đến gần ngôi chùa bác sĩ mái đỏ thắm nơi thầy Tư trước đây đã từng ở, theo lời thầy Tư kể. Tôi liều mon men bước vào xin nước. Không khó. Tôi trở lại chỗ thầy Tư nằm với một tô nước mưa mát lạnh. Nhưng vui làm sao? Khi tôi trở lại thì thầy Tư nhúc nhích, động đậy nhẹ. Cử động thêm nhiều lần nữa rồi ông hé đôi mắt, sau đó mắt mở dần ra. Vừa kêu rối rít tôi vừa chờ cho thầy Tư tỉnh hẳn. Tôi đỡ ông dậy và cho ông uống một ngụm nước. Thầy Tư uống hết gần nửa tô nước cách ngon lành. Sau khi thấy thầy Tư đã trở lại bình thường, tôi rụt rè hỏi. Vừa rồi, thầy chỉ chết giấc thôi, phải không? Hay là thầy lại chết thật vậy? Thưa thầy. Thầy Tư tròn xoe mắt, nhìn tôi cũng với vẻ hồn nhiên như em bé, miệng vẫn cười kiểu bẽn lẽn, ngơ ngác hỏi lại. Chú nói sao? Tôi kể lại mọi việc vừa xảy ra. Nhưng càng kể, tôi càng tin thầy Tư chỉ chết giấc mà không ý thức được điều gì. Vì vậy thay vì đề cập đến chuyện đó, tôi im lặng để thầy nghỉ ngơi. Cả hai ngồi nhìn xuống cánh đồng, dòng sông và làng mạc trải dài thật xa dưới chân núi. Sau vài mươi phút nghỉ ngơi trong thinh lặng, thấy ông đã bình thường hẳn, tôi hỏi nhỏ. Thưa thầy, hồi nãy thầy mới nói Thiên Chúa vô cùng, thưa thầy, vô cùng gì ạ? Thầy Tư quay ngang nhìn tôi bằng cái nhìn kỳ lạ rất khó hiểu. Bất chấp ra sao, tôi cứ hỏi tiếp. Chắc Thiên Chúa đẹp lắm phải không? Thưa thầy.
Thầy lại nhìn tôi cũng bằng ánh mắt kỳ lạ rất khó hiểu, nụ cười hồn nhiên trên môi chợt tắt nhưng hoàn toàn không có vẻ gì giận, ghét. Trái lại vẫn vô tư như trẻ thơ. Đắn đo một lúc thầy lại hát uô một tay, hát uô cả hai tay. Trả lời, Thiên Chúa thật là vô cùng, vô cùng. Vừa nói tới đó gương mặt vốn tái nhợt của thầy Tư bỗng lại biến sắc thành ửng đỏ. Thầy hơi ngước nhìn lên trong tích tắc rồi trợn trừng đôi mắt, lại ngã vật ra một lần nữa xuống tảng đá, trông rất đau đớn xót xa. Tôi bớt hốt hoảng, không biết làm gì hơn, tôi đành ngồi bóp nghĩ người đã qua một cái chết vì bệnh nặng, có sống lại chắc chỉ sống giật giờ qua ngày đoạn tháng rồi chết lại. Tuy nhiên trí tôi bỗng đặt nghi vấn, ngộ nhỡ lần này thầy Tư chết luôn thì sao? Tôi buông thầy ra và từ từ đứng lên. Nhìn đồng hồ cũng thấy đã quá 2 giờ trưa, tôi do dự nửa ở lại nửa ra về. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chọn giải pháp nán lại tới 3 giờ. Gần đến 3 giờ chiều, thầy Tư cựa mình và tỉnh lại dần, mặt tươi rói với nụ cười bẽn lẽn trên môi. Tôi ngạc nhiên hỏi, thưa, thầy có thấy mệt không? Thầy Tư lắc đầu. Tôi hỏi tiếp, thầy cứ chết đi sống lại hoài như thế này, nhắm có mệt lắm không? Phải làm sao đi? Cứ thế này con thấy không được. Nghĩ đến một người chú họ đang sống một mình, tôi nảy ra ý định, con đưa thầy về sống chung với chú họ của con, thầy thấy sao? Thầy Tư lắc đầu vẫn với nụ cười bẽn lẽn. Mạng sống tôi giờ đây là của Chúa. Đã là như vậy rồi, tôi lại còn không thiết sống ở cõi này nữa chú ơi. Thầy Tư nhìn tôi cười thật hiền, tôi rất biết ơn lòng tốt của chú, vì thương mà muốn lo cho tôi. Nhưng chú nghĩ coi, đã thấy được cuộc sống tốt đẹp bên kia thế giới rồi, thử hỏi có ai còn muốn trở về sống ở thế giới bên này nữa hở chú? Có lẽ lúc đó trông tôi rất buồn cười nên thầy Tư đập nhẹ vào tay tôi cách thân mật rồi cười vui. Chú đừng bận tâm chút xíu nào về tình trạng của tôi, bởi tôi rất mong một cơn chết giấc nào đó sẽ đưa tôi lại về với Chúa. Nghĩa là tôi mong được chết lại lắm lắm, miễn là tôi được vô đạo. Tôi sực nhớ, liền nắm tay thầy Tư và hứa sau Tết tôi sẽ đưa một linh mục lên tận đây rửa tội cho thầy. Nghĩ rằng hôm nay tuy trò chuyện không được bao nhiêu, nhưng tôi cảm nhận được không ít điều hay lạ và quý giá. Xin phép thầy Tư, tôi đi xuống núi và ra về. Mấy ngày Tết, đối với riêng tôi lúc ấy, trôi qua thật dề dà, chậm chạp và vô nghĩa. Thật vậy, không chờ nổi cho xong 3 ngày 4 ngày Tết, mới mồng 3 tôi đã xông đến nhà xứ của họ đạo. Mồng 3 tôi đã xông đến nhà xứ của họ đạo cha T, đang làm cha phó. T là một người bạn thân thiết nhưng lớn hơn tôi 5 tuổi thuộc lớp đàn anh vừa mới chịu chức linh mục non 10 tháng nay. Vừa gặp anh tôi chút hết toàn bộ câu chuyện về thầy Tư. Với ai không biết nhưng với T, bạn tôi, một anh chàng nhiệt tình như lửa cháy, đầu óc cấp tiến, có tư tưởng chính trị, xã hội, tiến bộ vượt hẳn mọi người. Ăn nói văng mạng, khôi hài, thẳng đuột và nhanh lẹ. Tôi đã không khó rủ dê lôi kéo mà ngược lại, anh còn thúc hối tôi phải đi ngay kẻo hối hận thì đã muộn. Chúng tôi hẹn nhau ngay hôm sau cùng đi. Sáng hôm sau, trời còn tối om vì mới 4 giờ 30 phút sáng mồng 4 Tết, cha phó T đã cùng với chiếc xe Weben cũ mềm xe gắn máy có từ thời Đức Quốc xã ầm ầm như xe tăng lao vào nhà tôi. Hai anh em tận dụng vừa ăn sáng vừa, rè ý rè tứ thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho má tôi nghe. Thật ngạc nhiên. Má tôi không la mắng tôi động. Do đó, một mặt thúc giục chúng tôi đi cho nhanh, một mặt lẹ tay gói ghém chút đỉnh thức ăn gửi thầy Tư. Trong câu chuyện, khi nghe tôi kể thầy Tư bị ngã vật ra chết giấc 2 lần, má tôi thương cảm đến không cầm được nước mắt. Má tôi hỏi, có khi nào vì đã được nhìn thấy thánh nhan Chúa cao sang đẹp đẽ quá sức suy tưởng của con người, nên bây giờ mỗi khi nghĩ đến chịu không nổi phải chết giấc, hay không? Cha T bảo tôi kể lại lần nữa từng chi tiết. Tôi kể xong, T nói với má tôi, bác nghĩ vậy là đúng rồi. Quay sang tôi T, cự chuyện đến như vậy tại sao hôm nay mày mới kể tao nghe? Bọn trẻ lớp dưới chúng tôi thích cái kiểu ăn nói mày tao mi tớ vừa tức cười vừa thân tình của cha T. Có lẽ chỉ vì cái bụng tốt của anh. Tôi đính chính, em thấy chuyện đó quá chi tiết. T dây tôi lần nữa, mày ngu quá. T kêu lên với má tôi, thôi, đúng người này thấy Chúa rồi bác ơi. Đã rồi bác ơi, đã được nhìn thấy thánh nhan Chúa nên mới như vậy, còn gì nữa. Đến đây tôi mới thấy mình thật sự là ngu. Nếu tôi thông minh lanh lợi thì đến lần thứ 2 khi thầy Tư ngã ra chết giấc, tôi sẽ biết ngay. Cha T nêu ý kiến với má tôi, bác thấy con có nên thử lần nữa hay không? Má tôi đồng ý nhưng khuyên nên dự trù sao cho thầy Tư ngã vật ra cách nào được êm ái.
Ăn sáng xong hai chúng tôi lên đường lúc hơn 5 giờ, mỗi người một xe để cha tê, tiện cho việc trở về họ đạo trước 4 giờ chiều. Đến nơi vừa đúng 8 giờ. Khi đưa cha tê đến nơi thầy tư tạm trú, chúng tôi không thấy ông có mặt ở đó. Để cha tê ngồi nghỉ trên tảng đá quen thuộc, tôi táo tác đi tìm ông. Núi Cấm nổi danh nơi rừng thiêng nước độc, chốn thâm sơn cùng cốc, nơi u mê ám chướng quả không oan. Tôi chỉ đi xa một quãng độ vài chục mét bán kính, đã thấy rờn rợn trong lòng nên vội quay trở lại để đổi hướng khác, tuyệt nhiên không dám đi xa hơn. Quần tới quần lui có đến non nửa giờ, vừa đi vừa kêu vừa réo vang động vẫn không thấy tăm hơi gì của thầy tư. Tôi quay trở lại ngồi nghỉ với cha tê, để trò chuyện, để thử chờ đợi cầu may và để nghĩ ra cách gì đó. Đang trò chuyện bỗng nghe có tiếng động khá lớn của cây cối bị xô ngã và bẻ gãy. Chúng tôi cứ tưởng thầy tư xuất hiện. Nào ngờ, một con rắn màu đen mun khổng lồ so với những con rắn chúng tôi được nhìn thấy trước nay. Thân hình nó to ước lượng bằng đùi của một người đàn ông. Con rắn trườn ra từ lùm cây rậm rạp bên phải cách chúng tôi khoảng hơn 10 mét. Đang bò, thấy chúng tôi, nó ngóc đầu lên cao thở phì phì vừa nhìn chúng tôi vừa thè lưỡi như để thăm dò. Ngó nghiêng ngó thẳng, mổ tới thụt lui một lúc, nó quay đầu bò sang đám cây rậm rạp khác bên trái về phía dốc núi. Con rắn đi khuất đã lâu, mà mùi hôi tanh khủng khiếp của nó vẫn còn phảng phất khắp nơi. Quá kinh hãi, cha tê nói, có mày tao mới dám đến đây, một mình thôi thì tái. Ở đây hãi hùng quá, mọi người đã từng nói thế mà. Tôi còn sợ hơn cả cha tê nữa, anh lại rên rỉ tiếp. Ôi, nếu nó đập hai thằng mình thì cũng dễ ợt, vì có thằng nào nhấc chân lên nổi mà chạy trốn đâu, phải không? Tôi nói với giọng còn run. Vậy mà người ta nỡ bỏ mặc thầy tư sống một mình như thế này. Càng nghĩ em càng thấy thương ổng anh tê. Ơi! Cha tê bỗng nhìn tôi một cách khác lạ, hỏi. Suốt từ khởi đầu tiếp xúc ông ấy đến giờ, có khi nào mày nghĩ tất cả chỉ là mưu ma trước quỷ không? Suy nghĩ một lúc, hồi tưởng lại theo thứ tự diễn tiến từng sự việc, tôi khẳng định với cha tê. Không, linh tính mách bảo em tất cả đều là sự thật. Nói chưa dứt câu, lòng tôi tự dưng hơi chao đảo. Tôi ráo rác nhìn quanh rồi nói thêm. Nhưng, hôm nay mời được anh cùng đến đây để chứng kiến, em tin nếu có điều gì thâm u khuất lấp thế nào cũng bị anh phát giác ra cho mà coi. Cha tê, chẳng những đã không bị phồng mũi trước lời nịnh nọt không còn tác dụng của tôi mà ngược lại, còn nhìn quanh cách lấm lét. Mày không biết là anh mày đang run như run cầy sấy thấy nước sôi đây hay sao? Tưởng anh nói đùa, tôi cũng ráng đùa lại để tự trấn áp nỗi sợ đủ thứ. Trời đất, anh mà sợ hả? Cái gì có thể làm cho anh sợ chứ? Tôi tưởng anh sẽ cười như mọi khi, nào ngờ anh nói khe khẽ. Trong thánh kinh, con rắn là hình ảnh của ma quỷ. Cha tê, nói đến đó thì im bặt. Một cơn lạnh toát, nổi lên dần dần từ dưới sóng lưng của tôi, chạy dài lên tận đỉnh đầu. Khi chúng tôi ngồi đó chưa biết phải làm gì. Bởi vì, ngồi mà chờ đợi thầy tư như vậy kể cũng mông lung. Ngược lại, đứng lên đi về thì coi như chuyến đi thăm thầy tư mà không gặp được ông ta chẳng còn ý nghĩa gì. Đằng khác, liệu có mời được cha tê đi với tôi thêm một lần nữa vào dịp khác hay không? Và lại, cứ suy bụng ta ra bụng người, tôi nghĩ, cha tê cũng như tôi, thấy rằng con rắn vừa bò xuống đúng hướng chúng tôi phải ra về. Giờ đây nếu ra về, ngộ nhỡ đang đi xuống chúng tôi gặp lại nó thì số phận hai anh em sẽ ra sao? Cho nên hai anh em chẳng ai bảo ai, cứ ngồi im như thế mà chẳng biết tính sao. Lại có tiếng động của cành cây bị rung chuyển. Chúng tôi thót tim, cả hai ráo rác nhìn quanh. Nhưng không, không phải một con rắn nữa mà là một người đang di chuyển trên các nhánh cây. Người đó chuyển từ cành cây này sang cành cây khác nhanh nhẹn và khéo léo như người rừng trong phim Tắc Răng đang nhắm hướng chúng tôi thoăn thoắt đu nhảy. Ới! Hai anh em chưa kịp định thần thì người ấy đã nhảy phịch xuống đất gần chúng tôi một khoảng cách chừng 7-8 mét. Đó là một thanh niên chạc tuổi tôi hơn 20 tuổi một tí, đầu cạo trọc, gương mặt có vẻ thông minh sáng sủa, nhất là có vẻ hiền lành lương thiện, ra dáng một phỉ sư. Tuy cách ăn mặc lại như một võ sư võ sĩ gì đó, với quần áo luyện võ màu đen, lưng thắt đai cũng màu đen, chân không mang giày dép. Người ấy có vẻ người sống ở đây nên tự tin và thoải mái lên tiếng chào chúng tôi trước khi chúng tôi kịp mở miệng. Chào hai huynh. Chẳng mang xem chúng tôi có đáp lại lời chào hay không, người thanh niên trẻ tuổi khá đẹp trai ấy nói tiếp với giọng nói sang sảng, phong thái khí phách nhưng không kiêu mãn, cũng không tạo khoảng cách chủ khách. Trời đất, hai huynh từ đâu mới tới đây nên không biết đây là đâu, đúng không?
Đứng dạng chân chống nạnh cách rất tự nhiên, chàng trai nói tiếp. Như chúng tôi đây đều có võ nghệ, ở ngay chùa này chỉ tay về ngôi chùa bác sĩ mái đỏ mà còn kiêng dè, chẳng ai liều mạng lui tới nơi này. Cười khịt một tiếng như để chế nhạo và thương xót lên đi. Mời nhị vị anh hùng rút nhanh cho tôi nhờ. Dường như không nhịn được cười trước hai gã mặt cứ thộn ra vì ngớ ngẩn, cho nên vừa nói dứt câu, chàng trai cười rộ lên làm chúng tôi cũng buồn cười lây cho sự dại khờ của mình. Vừa quay đi, chàng trai vừa khoác tay ra hiệu gọi chúng tôi đi theo. Chúng tôi đi như chạy, theo người thanh niên trẻ tốt bụng ấy mà không hề hỏi xem anh ta là ai. Đủ biết anh ta có tài khiển người khác làm theo chỉ bằng vài câu nói không cần phải nghiêm trọng của mình. Khi đã đến một nơi khác thoáng đãng hơn, người thanh niên dừng chân nói tiếp. Vì mới đây thôi, nơi đó xuất hiện một cặp rắn dữ. Chúng thường nằm phơi nắng trên tảng đá hai huynh đệ vừa ngồi. Nói tới đây lại nheo nheo một mắt với ý chọc ghẹo chúng tôi để tự nộp mạng. Chàng ta lại cười ầm. Nhưng nói có chúa, chúng tôi không hề thấy hờn giận tức ghét gì cái anh chàng này tí nào mặc dù nãy giờ chúng tôi có nói được lời gì đâu. Chỉ mình anh ta nói thôi. Cha tê. Và tôi thỉnh thoảng còn nhìn nhau. Ui. Cha tê. Và tôi thỉnh thoảng còn nhìn nhau, miệng ú ớ. Bây giờ thì cha tê mới cất được tiếng nói. Anh nói với người thanh niên có khí chất hào sảng kia. Hèn chi, chúng tôi cũng vừa mới gặp một con rắn đen khổng lồ. Tim của hai chúng tôi vừa mới đập trở lại bình thường đây. Cha tê thuật lại mọi chi tiết. Người thanh niên thích thú lắng tai nghe và hỏi han rất kỹ, sau đó nói thêm. Hên cho hai huynh. Chàng ta quay lại nhìn về hướng đó với vẻ cung kính, bỗng hỏi. Trước khi đến đây sao hai huynh không hỏi thăm dân ở đây cho kỹ? Sao không nhờ người ta chỉ đường đi của nhà chùa? Dân ở đây muốn lên núi đều bắt buộc phải đi theo con đường nhà chùa, chớ có ai dám trèo leo. Vô lễ như hai huynh đâu, không nghe biệt danh núi ông cấm à? Người thanh niên tóm tắt thêm rằng chính vì địa thế quá hiểm trở, chính vì ít người lui tới, chính vì sản vật quá phong nhiêu và chính vì khí hậu ôn thuần tuyệt vời, nên các loài cầm thú rất đa dạng chủng bảo vệ, được tha hồ tự do, sống khỏe, tồn tại, phát triển đến mức chúng trở nên bá chủ nơi này. Điều ấy khiến sản sinh nhiều quái thú rất dễ sợ. Linh tráng với võ khí trang bị tận răng mà còn không dám mạo hiểm lên đây. Còn người ở trên núi này hả? Nếu không phải những bậc kỳ nhân dị sĩ, các bậc lão sư thâm năng cố lực, các thầy bùa thầy ngãi cao phép, thì cũng phải là những tên tướng cướp cùng đường, những tay hảo hán coi trời bằng vung. Tệ lắm cũng là những hạng người như chúng tôi, tức là một nhóm các sư sãi ai cũng nuôi ý chí bỏ đời thật sự bằng chí quyết tu sao cho thành Phật. Có như vậy mới sống nổi ở đây. Lúc này chúng tôi mới nhận ra hết mọi điều. Tôi vừa dùng mình vì lâu nay mình nhởn nhơ ở một nơi không nên làm như thế. Nhưng bỗng cảm thấy mừng vì con rắn khổng lồ vừa rồi không phải là biểu tượng của ma quỷ như cha tê. Lo xa, và như vậy có nghĩa tôi cũng chưa hẳn đã xa vào mưu ma trước quỷ gì. Khi đã cảm thấy thật bình tĩnh, cha tê tự giới thiệu ngắn gọn. Chúng tôi là những người tu bên công giáo từ LX. Lên núi để đi tìm thăm một người. Tôi nhắc lại chuyện cũ. Dưới chân núi rất ít người, thậm chí hôm nay bỗng dưng chúng tôi không gặp được ai tại chính nơi vẫn thường gửi xe. Chúng tôi đành lủi đại xe vào căn nhà vắng người không khóa cửa. Và lại trước Tết năm 7 hôm, người dưới núi vẫn không cảnh báo chúng tôi điều gì khi thấy chúng tôi sồng sộc leo lên leo xuống núi. Người thanh niên tự giới thiệu. Tôi cũng là người tu, đang tu ở chùa bác sĩ chỉ tay về ngôi chùa mái đỏ. Hai huynh đi thăm ai ở núi này? Với tất cả sự dè dặt có thể, tôi kể mọi chuyện từ đầu đến cuối và tả luôn nhân dạng thầy tư. Nhưng giấu tiệt những gì liên quan đến việc thầy tư muốn vào đạo, việc hôm nay cha tê, trong tư thế sẵn sàng rửa tội cho ông. Vị tu sĩ rất ngạc nhiên và thỉnh thoảng lại kêu lên. Cơ duyên, ôi đúng là cơ duyên thiên hộ. Có lẽ thấy chúng tôi vô hại hay sao đó, vị tu sĩ trẻ ngập ngừng giây lát rồi cười mở. Tôi chùa BS với thầy tư. Ông ấy tên là Đạo Tâm. Đúng là ông ấy có nhiều đặc dị so với mọi người trong chùa, ví dụ sống bằng gì thì tôi không biết. Nhưng nhất định không phải do ăn cơm uống nước, vì ổng coi rẻ việc ăn uống. Kế đến, ổng có tài chịu nhịn, chịu thua, chịu thiệt trước bất kỳ ai. Kế tiếp, ông này tuy mắc bệnh lao phổi thật, nhưng vẫn cứ sống nhăn cho đến hôm nay là đã gần 70 tuổi. Rồi đang sống bỗng ổng lăn ra chết như ta đi ngủ, vài hôm lại sống dậy. Sống dậy cũng đã là kỳ quái lắm rồi, nhưng dường như chưa đủ. Thử hỏi sức lực ở đâu ra mà tự phá banh cái quan tài, đi ra khỏe re làm tụi tôi sợ hết vía, cả bọn kéo nhau chạy hết ra sân. Nay thì sống như không khác gì quỷ nhập tràng.
Kể đến đây, vị tu sĩ bỗng hạ giọng nói khẽ khàng như ngại sợ ai đó lén nghe được. Chuyện sống dậy như thế tưởng cũng đã quá đủ khi cả chùa một phen ruột gan lộn tùng phèo rồi. Không đâu, thầy tư còn gây thêm một vụ lớn. Dạ. Tầm bom nguyên tử nổ giữa chánh điện lận ông nội. Đó là sống dậy xong, thầy ấy chê luôn, không thèm tụng kinh niệm Phật gì giáo. Thế là càng củng cố thêm lên cho án quyết quỷ nhập tràng của hòa thượng trụ trì. Bị đuổi ra khỏi chùa, bị xa lánh và bị mọi người mong sớm làm mồi cho thú dữ. Thầy tư nhẫn nhịn, thinh lặng và giật giờ sống như một bóng ma, như hai huynh thấy. Như đoán được câu hỏi, vị tu sĩ trẻ trả lời chúng tôi. Tôi cũng không thể làm ngược với mọi người. Có điều thấy một người như vậy thì thương, nên ngày có ngày không. Ngày nào tiện thì lén gói một nắm cơm vào lá chuối đem cho thầy ấy, gặp mặt thì trao tận tay, không thì để vào một hốc cây đã hẹn. Vị tu sĩ trẻ kể tiếp với giọng nói sang sảng trở lại. Ba ngày Tết vừa qua, không gặp được thầy tư, cũng chẳng thấy ổng lấy cơm trong hốc cây. Tôi đi tìm thì thấy thầy ấy nằm liệt ở chỗ rắn dữ thường lui tới. May mắn, ổng nằm trong hốc đá thấp hẹp và hiểm hóc, vì nếu chỉ cần nằm ngoài hốc đá thôi thì bọn rắn mần tiệc Tết ổng rồi. Tôi cõng ổng về giấu ở đây. Vị tu sĩ trẻ nắm tay cha tê và khoác vai tôi đi đến chỗ thầy tư. Chỉ một đoạn đường ngắn chừng non 100 mét, nhưng vì leo lên nhiều dốc nên có vẻ khá xa. Khi vị tu sĩ trẻ dừng chân, chúng tôi thấy một tán cổ thụ sum xuê cành lá, tươi tốt lạ thường. Đi vòng qua bên kia của gốc cây quá là to, chúng tôi nhìn thấy thầy tư đang nằm, mắt nhắm chặt. Phía bên trong bọng cây, vị tu sĩ trẻ lên tiếng. Thầy tư ơi có khách. Mở mắt ra vừa nhìn thấy tôi, thầy tư ngồi dậy mừng rỡ nở một nụ cười thật tươi. Định đứng lên để đón tiếp, nhưng có vẻ như thầy không còn sức để làm việc đó. Tôi đỡ thầy ngồi lại và vui mừng nói. Con tìm thầy từ sáng, đến giờ mới gặp được. Mừng làm sao? Thầy ơi, thầy có bị làm sao không? Thầy tư lịch sự chào từng người. Sực nhớ, tôi giới thiệu cha tê, cho thầy tư, nhưng vì cha tê, cho thầy tư, nhưng vì mừng quá nên tôi nói toạt. Thưa thầy, đây là Linh Mục Tê, bạn của con. Thầy tư nhìn cha tê bằng một ánh mắt long lanh vui mừng dường như không thể tả. Hai người chào nhau cách thân thiện như đã quen nhau từ lâu. Đang đứng cách đó vài mét để quan sát động tĩnh, vừa nghe tôi giới thiệu anh tê là Linh Mục, vị tu sĩ trẻ sáp lại gần ngay lập tức, ngạc nhiên kêu lên với tôi. Ô, huynh nói sao? Chỉ vào cha tê, huynh này là Linh Mục à? Ông cha đạo bên Công giáo sao? Cứ xem cái cách ngạc nhiên thú vị thì biết vị tu sĩ trẻ chưa từng gặp Linh Mục. Dầu vậy, anh ta vẫn tỏ ra không có gì là bất lợi cho những dự định của chúng tôi đối với thầy tư. Cha tê, thì khỏi nói, chớp mắt đã quên hết mọi điều không được tốt lắm vừa qua. Máu me bang giao tầm quốc tế, tính sởi lời cười cho không, kiểu ăn nói bán mạng. Của anh bạn tôi giờ đã trở lại đầy đủ. Cha tê thằng tu sĩ trẻ tuổi đầy hào khí và phóng khoáng kiểu dân miền Tây núi cấm chỉ có nước từ khoái chí khoái mà thôi. Nếu không có tiếng kêu kỳ lạ cất lên nghe rờn rợn từ xa vọng tới thì chàng tu sĩ trẻ còn đối khẩu đối thiệt với cha tê. Không biết đến bao giờ mới thôi. Chàng tu sĩ trẻ dễ mến lập tức phóng người đu lên một cành cây rồi phóng đi nhanh chóng như lúc mới đến. Cha tê, quan sát, hỏi han thầy tư để thẩm định tinh thần, trí năng, lòng ước muốn, sự hiểu biết đạo, hiểu biết Chúa, lý do và mục đích muốn trở thành Kitô hữu. Để tin chắc rằng không cử hành bí tích thánh tẩy cách bừa bãi và vô ích. Nhưng thầy tư càng trả lời, tôi càng có cảm tưởng người hỏi phải là thầy tư, vì những điều ông trả lời, tôi nói lén mà nghe, có lẽ cả cha tê nữa cũng nên đều cảm thấy mới, lạ và đáng ngạc nhiên. Ví dụ khi cha tê hỏi thầy tư, thầy có thật lòng ước muốn trở thành Kitô hữu không? Thưa cha, con trở về từ cõi chết chỉ để làm việc ấy. Thầy biết công giáo là đạo gì? Thưa đạo của tình yêu thương. Vào đạo công giáo, làm Kitô hữu để làm gì? Để sống và quảng bá yêu thương như ý Chúa muốn. Nhờ đâu thầy biết những điều đó? Thưa nhờ bước vào cõi chết. Tất cả những ai bước vào cõi chết đều hiểu được điều đó sao? Thưa cha, con không biết, chỉ biết một điều, khi bước vào đời sau, không ai không hối tiếc. Tất cả đều hối hận chỉ khác nhiều hoặc ít mà thôi. Thánh nhân hối tiếc sao mình không thánh hơn, kẻ đạo đức hối tiếc sao mình không làm thánh, kẻ vô đạo hối tiếc sao mình không có đạo. Tôi kể lại sẽ không sao đầy đủ, linh hoạt và thú vị cho bằng ai được trực tiếp tham dự cuộc trao đổi này. Cha tê, rất giỏi pha trò,
Trong suốt cuộc trao đổi giữa anh và thầy tư diễn ra bằng hỏi đáp nghe rất vui, rất thú vị. Tôi thật không muốn kết thúc dù nắng trưa đã ngả màu báo hiệu giờ cha tê. Phải có mặt tại nhiệm sở lúc 16 giờ. Một câu rất xuất thần. Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu có thể không cần phép rửa. Vậy tại sao người bắt buộc và chỉ cho phép một mình thầy trở về để chịu phép rửa? Thưa cha, vì con còn cần lắm cho một người. Người đó là thầy Tám Thuần Phát, người vừa đưa cha và chú đến đây. Cũng có thể không phải chỉ thầy Tám Thuần Phát, mà nhiều người trong chùa bác sĩ. Nghĩa là Chúa cũng thương thầy Tám Thuần Phát và những người trong chùa bác sĩ dù họ chẳng hề màng biết Chúa. Thưa cha, Chúa thương hết mọi người không trừ ai. Thương vô cùng là khác, tại chúng ta vô tình thôi. Chúa để ý riêng từng người chứ không chung chung, nhưng lại luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người. Rất có thể thầy biết hơn cả chúng tôi là những người đương đạo. Tại sao vậy? Thưa cha, biết thì dễ, cảm được tình Chúa mới khó và ít người đạt được. Muốn cảm phải có ân huệ của người ban, ân huệ lại chỉ đến cho những ai ước ao khao khát mãnh liệt. Cha T vừa chuẩn bị nước lấy ra từ trong túi sách E. Frank vừa tranh thủ hỏi thêm. Nhận bí tích rửa tội xong, thầy sẽ chết trở lại đúng không? Thầy không sợ à? Thầy Tư vẫn với vẻ mặt hồn nhiên, nụ cười bẽn lẽn, trả lời. Thưa nếu Chúa muốn con sống tiếp. Mọi sự xin tùy người. Chợt thầy Tư nhìn cha T và tôi vài giây rồi hỏi. Đã vào được chốn ấy rồi, liệu có ai còn muốn trở về trần lụy này nữa? Nụ cười bẽn lẽn của thầy Tám Thuần Phát, tức người thanh niên trẻ tuổi hào sảng, lúc ra đi cách nào thì khi trở về cũng bằng cách ấy. Vừa nghe tiếng lá xào xạc đã thấy thầy ấy buông mình từ trên cành cây cao xuống phịch một cái đã đứng ngay trước mặt tôi. Chứng tỏ võ nghệ của thầy ấy đã đến bậc có thể gọi là kỳ tài. Mọi người chưa kịp định thần thì thầy Tám nói luôn. Tôi về rồi đây. Lạ quá. Không biết con thú gì mà tiếng hú nghe ghê rợn quá. Tựa như để trả lời thầy Tám, hai ba tiếng hú liên tiếp và dồn dập vọng lại. Cha T đỡ thầy Tư ngồi thẳng lên, thầy Tám cũng xà vào cùng với cha T và tôi, cả ba người ngồi gần như vây quanh thầy Tư. Cha T nói với thầy Tư, nhưng hình như anh có chủ ý nói cho thầy Tám nghe và hiểu, để thầy ấy đừng có hành động gì cản trở thầy Tư lãnh bí tích rửa tội. Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con, ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần. Ba ngôi nhưng là một Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa thấy loài người bị bắn ngày càng xa rời khỏi người, chắc chắn sẽ có ngày lạc mất đường về trời. Ngôi thứ hai liền hạ mình xuống thế trở thành một con người thật sự lấy tên là Giê-xu hiệu là Kitô. Kitô có nghĩa là cứu thế. Đức Chúa Giê-xu Kitô ở thế gian 33 năm để dạy loài người biết Thiên Chúa là cha nhân hậu của loài người và dạy loài người đường trở về trời bằng yêu kính Thiên Chúa như cha. Đồng thời loài người biết yêu thương nhau như anh em. Một số kẻ xấu bắt giết người, người sẵn lòng tự chịu và đã chết thật sau khi bị đánh và bị đóng đinh trên cây thập giá. Nhưng tuyệt vời, chưa đến 3 ngày, người tự sống lại, sau đó tự về trời trở lại. Ý tứ mọi việc Đức Chúa Giê-xu Kitô làm ở trần thế là cho loài người biết rằng hễ ai đi theo đường người dạy, tức là sống yêu thương. Sống yêu thương ắt đi ngược thói đời, mà đã đi ngược lại với thói đời thì cũng sẽ bị đời làm cho khổ đau. Khổ đau có khi đến chết, nhưng bảo đảm rồi sẽ sống lại như người và được về trời như người, về trời để được quây quần với Thiên Chúa. Thầy Tám Thuần Phát tức người thanh niên để được quây quần với Thiên Chúa. Thầy Tám Thuần Phát tức người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, ngồi xếp bằng gọn lỏn mắt nhìn cha tê. Không chớp, tai lắng nghe với khuôn mặt sáng trưng phản ánh sự dĩnh ngộ. Riêng cha tê và thầy Tư, cả hai nhìn nhau chằm chằm như xuyên như thấu. Cha tê nói tiếp với thầy Tư. Mãi cho đến ngày thế trần tận mặt, ai vâng nghe lời Đức Chúa Giê-xu Kitô đi đường người chỉ dạy, người đó được tắm rửa trong ơn cứu độ. Ơn cứu độ là ơn được nghe, được biết lắng nghe, được nghe mà thấu hiểu và được biết làm theo lời Chúa dạy. Người được ơn cứu độ đó sẽ được cứu thoát và được vào nước trời. Vậy thầy Tư có muốn đi theo đường của Đức Chúa Giê-xu Kitô dạy và kêu gọi như tôi vừa kể không? Dạ muốn. Lạy Chúa. Những tưởng tiếng trả lời nhanh gọn và dứt khoát kia phát ra từ miệng của thầy Tư. Không đâu. Đó là tiếng của thầy Tám Thuần Phát trả lời. Trả lời như thế thật không khác gì phỏng tay trên thầy Tư. Ai có mặt ở đó vào lúc ấy bảo đảm sẽ không khỏi phì cười. Cha T lại quên khuấy mình là ai, ở đâu và đang làm gì. Nữa rồi, cái bổn tính đớp chát lại trỗi dậy, anh cười hắc hắc. Một tiếng rồi quay sang thầy Tám phán gọn. Tao hỏi ổng chứ hỏi mày à.
thầy Tám cười bẽn lẽn cho sự phản ứng nhanh không cần thiết của mình. Dường như cha Tê ân hận vì cái cách ăn nói lỗ mỗ đầy tính chém chặt của mình nên dịu giọng với thầy Tám. Ờ, thì thầy cũng muốn đi đường Đức Chúa Giêsu Kitô dạy nữa, phải không? Nhưng thay vì trả lời có hay gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, thì bất ngờ thầy Tám nằm duỗi ngay đơ ra, ưỡn người rồi dãy giụa, chân đạp đá, tay khua chiêng, mắt trợn ngược. Khi chúng tôi chưa kịp tìm hiểu xem thầy ấy định làm gì thì nhanh như chớp, thầy Tám phóng mình ra bãi đất trống vừa múa võ, miệng vừa la hét vang trời bằng những thứ tiếng lạ nghe chẳng hiểu gì. Cả ba người, cha Tê, thầy Tư và tôi, chúng tôi không ai hiểu chi ất giáp, chúng tôi không ai hiểu chi ất giáp. Cả ba cứ nhìn chân chối và đành bó tay để mặc thầy ấy múa may quay cuồng như điên. Lạ một điều, cây cối cả một vùng xung quanh chúng tôi, lúc này đây, bỗng đồng loạt xào xạc và run rẩy cả lên, những cành cây dường như bị uốn cong nghe răn rắc dù lúc ấy không hề có một chút gió. Múc võ tuyệt đẹp, la hét ầm ĩ đến chán chê trong một thời gian khá lâu, thầy Tám bất ngờ bẻ gãy hai cành cây to bằng cổ tay người lớn, rồi dùng hai cành cây ấy tự quất lên khắp thân thể mình liên tục, ai nhìn thấy chắc chắn không khỏi xót đau rùm. Thầy ấy cứ quất mình như thế cho đến khi hai cành cây từ có lá đến trụi lá, rồi từ từ dập tưa ngọn cả ra. Đủ biết thầy ấy tự đánh mình nhiều và mạnh như thế nào. Chúng tôi không dám can ngăn, chỉ biết kêu la yếu ớt xin thầy ấy dừng tay lại. Chừng như không còn hơi sức nữa, thầy Tám từ từ yếu dần, buông cây, lảo đảo rồi quỵ xuống và ngã ra nằm sóng xoài trên mặt đất bừa bộn lá cây tươi rơi rụng tơi tả. Trên thân mình thật, xong rồi, bọn nó rút đi rồi. Nói xong thầy Tư lắc đầu thương cảm. Tội nghiệp quá, ôi! Thấy cha Tê và tôi ngơ ngác không hiểu gì, thầy Tư giải thích. Thầy Tám thuần phát được một vị sư vừa dạy võ, vừa dạy luyện bùa luyện ngải. Nhưng nặng nhất có lẽ thầy ấy mắc phải một lời thề gì đó với quỷ ma hoặc âm binh thần tướng nào đó, nên khi thầy ấy muốn theo Đức Chúa Giêsu, muốn như vậy tất nhiên phải bội ước vong thể chống lại bọn chúng, nên bọn chúng kéo đến và vây đánh thầy ấy đến như vậy đó. Thưa cha, thầy Tư nói với vẻ ái ngại, chắc thầy ấy sẽ còn bị ăn đòn nhiều trận như vậy hay hơn nữa. Chậc, có lẽ không phải chỉ bấy nhiêu đây thôi đâu. Thầy hứa với Thiên Chúa mà bội ước thì Chúa sẵn lòng tha, thế nhưng thầy hứa với bọn sa tăng ác quỷ ma tà hung tợn mà bội phản chỉ có nước chết. Khi cả ba người còn đang tư lự, tôi chợt nhớ ra một điều, đó là như trước đây đã từng chứng kiến. Tôi thấy cha Luca khi gặp trường hợp Tân Tòng bị ma quỷ khuấy phá vào lúc sắp được rửa tội, ngài lập tức rửa tội cho người Tân Tòng ấy, tà thần sẽ rút lui ngay. Tôi nói suy nghĩ đó với cha Tê. Sau vài giây suy nghĩ, cha Tê nhận thấy hữu lý nên nói. Được lắm, vì chính miệng thầy ấy vừa xong đã nói muốn bằng cả sự thức tỉnh. Nghĩa là thầy ấy đã ý thức, đã tin vào Chúa Kitô và đã muốn theo Chúa. Vậy là đủ điều kiện để được chịu phép rửa tội. Tôi gật đầu lia lịa, thầy Tư cũng tỏ vẻ tán thành. Cha Tê lập tức tiến hành làm phép rửa tội trước tiên cho thầy Tư. Khi thầy Tư lãnh nhận bí tích thánh tẩy xong, chúng tôi sốt sắng đọc vài kinh để kéo dài thời gian hạnh phúc cho thầy Tư. Sau đó cùng tiến ra bãi đất trống, cha Tê tiếp tục rửa tội cho thầy Tám đang nằm thoi thóp. Hai anh em chúng tôi cũng đọc vài kinh tạ ơn Chúa. Tôi lấy một ít nước thánh còn dư, vừa nâng đầu thầy Tám lên vừa đút từng ngụm vào miệng thầy ấy. Kiên nhẫn làm từ từ như vậy một lúc lâu, thầy Tám tỉnh dần và hé mắt ra. Chờ cho đến khi thầy ấy tỉnh hẳn, tôi đỡ thầy ấy đứng lên rồi cùng với cha Tê, cả hai dìu thầy Tám vào ngồi cạnh thầy Tư. Thầy Tư mừng như người vừa được chia gia tài, nói với thầy Tám. Thầy ơi, chúng ta được phúc lớn không thể tả. Đó là được phúc trở thành những người chính thức đi theo Đức Chúa Giêsu. Thầy giáng từ nay chịu đựng mọi khổ đau trên đường theo Chúa. Tôi thì dễ, phần thầy thì từ nay trở đi sẽ khó, rất khó rồi đây. Giáng đi thầy. Thầy Tám lặng thinh, gương mặt còn phờ phạc chứng tỏ chưa tỉnh táo trở lại như thường khi. Thầy Tư nói với cha Tê và tôi. Chúng con thật vô cùng cảm ơn cha và cảm ơn chú. Nén cảm xúc một lúc, thầy Tư nói tiếp. Thưa cha, bọn xấu ở bên kia thế giới nhiều vô kể. Hễ ai ở đời mắc tội, phạm đến người khác như xâm hại thể xác hay tinh thần người khác dưới bất hại thể xác hay tinh thần người khác dưới bất kỳ hình thức nào, từ nói xấu, ganh ghét, oán thù, vu vạ, hiếp đáp, áp bức, lừa gạt, gian lận, ăn lời quá đáng, hãm hại, cho đến đánh người, giết người, hại người, tất cả đều sẽ bị án phạt rất nặng.
thưa cha, rất nặng. Ghê rợn nhất là những kẻ hỏi cung, tra tấn tội nhân, những vua chúa độc tài, kẻ có quyền ức hiếp người dưới, những đao phủ, lý hình. Tất cả những kẻ đó đều phải hóa thành như quỷ dữ, ma độc, ác thần ngay sau khi chết với đủ mọi thứ hình thù cực kỳ kinh khiếp. Thầy Tư nhìn thầy Tám rồi nói tiếp. Thầy Tám vừa bị bọn đó đấy thôi. Chính bọn đó chứ chưa phải đích thân bọn quỷ dữ đâu. Xin cha xem có cách nào giúp thầy ấy mau thoát khỏi bọn chúng. Đừng để bọn chúng đến với thầy Tám một lần nào nữa. Thầy Tư lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, nói thêm. Chúng ta đây đang bình thường, chỉ cần tin bọn chúng thôi là có chuyện. Vì vừa tỏ ý đặt niềm tin vào bọn chúng đến vây quanh ủng hộ hết mình. Chứ chưa cần đi theo bọn chúng. Vì tin vào ai người đó sẽ ủng hộ. Tin vào Chúa, Chúa sẽ hộ phù. Tin vào ma quỷ, ắt ma quỷ sẽ kết bè kết lũ ám nhập dây dưa, dắt díu cả bè, liên tục lôi kéo và hùa hợp giúp đỡ. Vậy nên bỏ Chúa thì dễ, bỏ ma quỷ thì không dễ. Cha T rút từ trong túi ra một chuỗi tràng hạt, hơi do dự, rồi đeo vào cổ cho thầy Tám. Thấy vậy tôi cũng lấy tràng hạt luôn mang theo bên mình, tặng cho thầy Tư. Cha T giải thích cho hai thầy thầy Tám lúc này đã khá tỉnh về Đức Mẹ Maria một cách tóm tắt. Sau đó anh cũng chỉ cách lần chuỗi cho hai người. Cha T nói thêm, hai thầy chưa thể thuộc kinh lạy cha, kính mừng, giáng danh. Để lần chuỗi, vậy thì làm thế này, cứ mỗi khi dùng ngón tay bấm vào một hột kinh, hai thầy kêu tên lạy mẹ Maria, lạy mẹ Maria. Là đủ. Mục đích lần chuỗi là giúp chúng ta gần gũi với Đức Mẹ Maria. Lý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta càng được gần gũi với Đức Mẹ Maria, chúng ta được sáng lây. Sáng lây chẳng những sẽ xua tan bóng tối của quỷ ma, mà còn được ơn Đức Chúa Thánh Thần từ Đức Mẹ Maria thông đổ sang cho chúng ta. Ý nghĩa của lần chuỗi là vậy đó. Nếu lần chuỗi thường xuyên, ma quỷ sẽ không còn cơ hội đến gần chúng ta. Thầy Tư mân mê chuỗi tràng hạt một lúc rồi suýt xoa nói. Trời ơi, có ngờ đâu đây là phương pháp giúp người đạo Chúa được gần kề bên Chúa Mẹ mà con không biết. Bây giờ thì biết rồi. Cha T nhìn đồng hồ và tỏ ý muốn ra về. Thầy đã gần 16 giờ, nếu có về, cha T sẽ không còn kịp nữa với công việc đã ước hẹn. Tôi đề nghị anh cùng với tôi. Cả hai nên ở lại với hai ông thầy tu vừa mới trở thành Kitô hữu để hỗ trợ tinh thần và có thể chỉ dẫn thêm cho họ được nhiều điều. Đặc biệt thầy Tám, người sẽ trở nên rất trơ trọi với bao là khó khăn khi quay lại chùa BS. Đồng thời thầy ấy giống như một tấm bia, chỉ ấy giống như một tấm bia cho ma quỷ nhắm bắn. Suy nghĩ nhanh trong tích tắc, cha T đồng ý ở lại. Tuy nhiên, ngồi lại mới chỉ chừng đôi mươi phút, cha T đổi ý. Dù biết về đến nhà sẽ trễ việc và trời tối, nhưng tính chừng mực đúng giờ đã ngấm vào máu của anh từ lâu rồi, nó khiến lòng dạ anh không yên. Chào mọi người, cha T xuống núi ra về, còn tôi đã quyết ở lại. Suốt đêm đó thầy Tám cũng không quay lại chùa bác sĩ. Với những đòn bánh tét, bánh ú nhân thịt mỡ, những chiếc bánh ít mình ngọt nhân trắng to tướng. Do má tôi gói ghém để gửi cho thầy Tư, giờ đây đủ cho ba người, thầy Tư, thầy Tám và tôi, dùng, thoải mái có đến nhiều ngày mới hết. Tôi không ngủ là bao trong đêm hy hữu này, chỉ thỉnh thoảng ngả đầu vào gốc cây thiếp đi ít phút, bởi vì khi cha T xuống núi ra về, tôi lập tức bắt đầu trò chuyện với thầy Tư cho thỏa tôi vẫn còn háo hức vì tò mò muốn biết phía bên kia tấm màn của sự chết, đời sau ra làm sao. Chọn một đêm tôi đã hỏi thầy Tư rất nhiều về những gì thầy Tư biết được sau khi chết. Phải nói, đó là những điều rất lạ lùng, mới mẻ, quý giá và bổ ích không ai khác có thể dạy cho tôi được. Từ những hiểu biết đó, tôi ngộ ra thêm nhiều điều và nhìn rõ được nhiều thực tại không ai có thể ngờ. Đáng mắc cỡ, nói rằng mình ở lại để giúp đỡ hai tu sĩ kia, ngờ đâu chính họ là những người giúp đỡ tôi qua sự truyền dạy và chia sẻ kiến thức lẫn kinh nghiệm của họ. Tôi tận dụng rốt ráo chọn một đêm quý báu. Sáng hôm sau tôi ra về, má tôi vui mừng từ hôm qua khi nghe cha T ghé ngang thông báo hết mọi chuyện. Phần tôi, về đến nhà ngủ vùi một giấc thật no nê, xong rồi mới từ từ thuật lại tất cả, từ mọi chi tiết của sự việc đến những bài học quý giá mà thầy Tư truyền thụ. Ba ngày sau tôi trở lại Đại chủng viện để học tiếp. Từ đó tôi đành để mất hẳn mối dây liên lạc với hai tu sĩ dễ mến kia, dù đã hai lần một họ trong dịp nghỉ hè tiếp liền theo đó. Thú thật tôi rất khao khát muốn biết sau khi trở thành Kitô hữu thì bao lâu sau thầy Tư mới được Chúa gọi về, hay là Chúa lại cho thầy sống thêm vài mươi năm nữa.
Tôi cũng khao khát không kém muốn biết số phận của thầy tám giờ ra sao sau khi dám bội ước với ma quỷ để lãnh bí tích rửa tội và đi theo Chúa. Khao khát thì khao khát. Việc học hành ở Đại Chủng Viện đã chẳng giúp tôi thỏa lòng khao khát mà ngược lại còn khiến tôi quên dần đi mọi chuyện. Cuối kỳ nghỉ hè cũng trong chính năm đó, tôi được về thăm nhà. Má tôi kể một hôm trời nhá nhem tối, có một anh lính trẻ vai mang ba lô ghé nhà hỏi thăm tôi. Người lính trẻ ấy nhắn tin rằng anh ta là thầy Tám Thuần Phát ở núi Ông Cấm, đã hồi tục đi lính, hiện đơn vị đóng ở núi Chầu, Kiên Giang v.v. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thầy Tám lại đến nhà tìm tôi thêm vài lần nữa, nhưng không lần nào có tôi ở nhà. Cuối cùng vào năm 1980 chúng tôi gặp được nhau. Thầy Tám cho đến giờ tôi vẫn thích gọi như vậy, giờ trở thành một nông dân sống gần một ngọn núi không xa núi Cấm là mấy. Tuổi đã ngoài 30, nhưng thầy ấy vẫn ở độc thân phụng dưỡng mẹ già và chăm sóc cô cháu gái bị bệnh hiếm. Vừa gặp nhau, sau vài câu thăm hỏi, tôi đã nêu ngay thắc mắc chuyện thầy Tư. Thầy Tám kể, năm đó sau khi cha Tê và huynh ra về, thầy Tư chỉ sống vỏn vẹn được một tuần rồi chết. Ông chết một cách nhẹ nhàng như ta nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Để chôn thầy Tư ở ngay trong bọng cây nơi chúng ta từng ngồi cùng với thầy ấy, bằng cách lấy đất đá lấp bọng cây lại, trên thân cây khắc đôi dòng chữ để ghi dấu. Thầy Tám kể thêm, tuy chỉ sống một tuần, nhưng đệ được thầy Tư dạy cho nhiều điều rất quý để sống đạo đến hôm nay. Hiện mẹ và cháu gái của đệ cũng đã trở thành Kitô hữu thuộc họ đạo nghệ sĩ. Không đợi tôi hỏi, thầy Tám tự kể, còn đệ ư, chuyện về đệ thì vừa dài vừa hy hữu. Chúng ta phải thức mấy đêm liền mới có thể kể nhau nghe hết mọi nỗi. Để thuyết phục tôi tin chuyện của anh dài và hy hữu, thầy Tám cởi chiếc áo bà ba đen đang mặc trên người ra cho tôi xem. Lạy Chúa lòng lành, tôi không thể tin nổi nếu chỉ nghe ai đó kể lại. Nhìn thấy thân thể thầy ấy ra nông nỗi, tôi thật không thể hiểu tội tình gì thầy ấy phải chịu như vậy. Sau khi sắp xếp công việc xong, tôi đến và ở chơi với thầy Tám Thuần Phát một ngày và một đêm trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong đồng vắng mênh mông bên bờ rạch nho nhỏ. Thầy Tám Thuần Phát kể lại mọi việc một cách thứ tự theo dòng thời gian. Tôi say sưa lắng nghe giống như theo dõi một cuốn phim và định bụng về nhà sẽ thuật lại cho má tôi và cha Tê. Nghe vì hai người rất quan tâm đến số phận của thầy Tư, nhất là thầy Tám. Thầy Tám kể, sau khi cha Tê và huynh ra về, thầy Tư dạy tôi, tuy ông nói ít nhưng tôi hiểu nhiều. Đến bây giờ tôi cũng vẫn còn nhớ như in những gì thầy Tư dạy. Đó là đích thực có Thiên Chúa, đấng mà chúng ta chỉ có thể thấy rõ sau khi chúng ta chết đi. Người là đấng vô cùng sáng láng và đẹp đẽ đến nỗi trí khôn loài người không thể hình dung, cũng không thể chịu nổi khi nghĩ đến tôi nhớ lại. Cho nên trước đây mỗi lần thầy Tư định tả về Thiên Chúa, ông ngất xỉu ngay khi vừa bắt đầu hồi tưởng. Mà tôi đã từng suy đoán đúng như vậy, chúng ta và mọi sự đều phát xuất từ người. Chúng ta quá sức nhỏ nhoi và bất xứng. Bất xứng đến độ giống như chúng ta đều khốn nạn nếu không được người yêu thương. Chúng ta vô cùng vụng dại và thô bẩn đến nỗi có thể ví von rằng mọi sự tôn thờ người của chúng ta đều là bất xứng nếu không được người thứ tha và ghé mắt đến. Mọi loài được người sinh ra đều bắt buộc phải tôn thờ yêu kính Thiên Chúa. Ai tôn thờ thứ gì khác ngoài Thiên Chúa đều có tội. Lúc còn đang sống trên trần gian, chúng ta không thấy được điều này, nhưng khi chết rồi chúng ta mới thấy được. Thật khốn khổ. Thấy được thì coi như đã muộn. Người ta khôn hay dại là ở chỗ đó. Thầy Tư nhấn mạnh điều này, Thiên Chúa dạy chúng ta qua nhiều bậc đại thánh và còn đích thân người trong ngôi hai xuống trần để dạy đường trở về với người. Thiên Chúa dạy dỗ khuyên răn chớ không ép buộc, lúc nào chúng ta cũng còn nguyên sự tự do. Vì nếu còn có sự tự do thì thưởng, phạt mới còn có ý nghĩa. Nhân vì dùng sai sự tự do của mình mà thế giới mới có nhiều kẻ xấu hơn người tốt. Số phận của mỗi người được định đoạt bởi cách sử dụng tự do Chúa ban. Số phận hai ông bà Nguyên Tổ bị đuổi khỏi vườn địa đàng cũng chỉ vì hai ông bà đã sử dụng sai sự tự do. Đó thật là một bài học cho chúng ta. Thầy Tám hỏi tôi, huynh thấy sợ sự tự do chưa? Thầy Tám vừa cười khì khì vừa nheo nheo đuôi mắt để ghẹo tôi. Tôi chưa biết đối đáp thế nào thì anh nói tiếp. Tự do chưa là trái cấm, ý thức tự do tức là biết mình có tự do, đó mới thực sự là trái cấm hai. Ông bà Nguyên Tổ xưa đã ăn. Đưa tay chỉ con chó vàng đang nằm ngoài sân, thầy Tám nói tiếp, tôi không buộc dây cầm giữ con chó. Con chó có tự do ở, hoặc bỏ tôi mà đi mất, nhưng vì nó không biết mình có tự do đi hay ở nên con chó cứ quẩn quanh chân chủ dẫu lắm lúc bị đối xử rất phủ phàng. Khi hai ông bà Nguyên Tổ ăn trái cấm biết mình có tự do vâng lời Chúa hay không, tức biết lành biết giữ. Từ đó sinh ra tội, nói rằng ăn trái cấm nên bị Thiên Chúa phạt đến đời con đời cháu.
chúng ta là nói cho dễ hiểu. Đúng ra nên nói, ý thức mình có tự do vâng lời Thiên Chúa hay không? Khiến con người biết vâng lời Chúa là làm lành, bất tuân là làm dữ, tức là phạm tội. Tội thì bị ác quả. Thế là từ đó chúng ta đổ hết tội cho hai ông bà nguyên tổ vì ăn trái cấm mà truyền lưu tội nguyên tổ cho con cháu muôn ngàn đời. Nói vậy chẳng khác nào nói Thiên Chúa độc ác và thù dài hận dai. Tôi ngỡ ngàng, thì ra trái cấm hay trái biết lành biết dữ ở vườn địa đàng xưa là ý thức mình có tự do. Giả như loài người không biết mình có tự do thì loài người chẳng có tự do. Biết mình có tự do thì mới tự do thật, không biết thì không có. Loài chó chúng ta nuôi trong nhà là một thí dụ. Và lại, nếu không ý thức mình có tự do, loài người sẽ sống vô tư và hồn nhiên như loài gia súc, không phải chịu trách nhiệm gì về hành vi của mình. Thế là chẳng có tội lỗi. Nhưng nếu không có tội lỗi thì cũng sẽ chẳng có hình phạt, không có hình phạt cũng sẽ chẳng có phần thưởng. Tôi nghĩ, lạy Chúa, mọi sự trong trí tôi đang bắt đầu sáng ra. Thầy Tám không cần biết tôi nghĩ gì, cứ thủng thẳng nói tiếp. Vâng nghe Thiên Chúa chính là sử dụng tự do đúng đắn. Ai không vâng nghe lời Thiên Chúa, người ấy sử dụng tự do cách sai quấy và tất nhiên lãnh hậu quả, Thiên Chúa không cần phải đoán phạt ai. Vì vậy, người vẫn cứ luôn tỏ mình ra là một người cha nhân hậu, xót thương, khó bất bình, dễ tha thứ. Ai quan niệm Chúa phạt, Chúa nghiêm xử, Chúa thẳng tay trừng trị, Chúa báo thủ vân vân. Người đó xúc phạm lòng yêu thương vô bờ và lòng nhân hậu bao la của Chúa. Tôi hỏi, thầy Tư dạy cho thầy tất cả những điều này, đúng không? Sao ổng ấy giỏi đến như vậy? Tôi học suốt 8 năm tiểu chủng viện, 2 năm chiết, 2 năm đi thử và 2 năm thần cũng vừa xong đây. Thế mà những điều vừa rồi nghe thật mới mẻ làm sao? Thầy Tám gật đầu. Có lẽ ai từ cõi chết trở về đều có tầm hiểu biết trỗi vượt như thế. Tôi biết có người sống dậy sau khi chết, đã á khẩu luôn, không nói được một lời nào nữa cho đến khi chết trở lại. Người ta suy đoán, có lẽ do những người đó đã thấy gì đó ở thế giới bên kia vượt quá trí óc loài người nên hồn phi phách tán đến nỗi không thốt nên lời. Thầy Tư bảo tôi rằng, vì Chúa thương tôi đặc biệt nên thầy Tư được trở về từ cõi chết tắm gội trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô qua phép rửa tội để được vào gần Chúa hơn trong nước người. Đồng thời vừa để cứu tôi, cứu cả những người trong chùa bác sĩ. Tại sao lại cứu cả những người trong chùa bác sĩ? Tôi trố mắt trước điều mà có lần đã thắc mắc khi nghe thầy Tư nói trước đây. Thầy Tám gật đầu. Thế mới nói ý định Chúa luôn lạ lùng đối với chúng ta. Thầy Tám ngừng kể lắng tai nghe ngóng tiếng gì đó từ trong buồng của cô cháu gái nhỏ vọng ra. Anh chạy vội vào trong ấy một lúc. Xong việc, thầy Tám bước ra. Thấy tôi nằm võng dây bố răng giữa hai cột nhà bằng tre, anh cũng không ngồi trên ghế mà ngồi bệt xuống nền đất láng bóng, vấn điếu thuốc dê châm lửa rít vài hơi dài rồi kể tiếp. Tôi còn nhớ như in. Xế chiều hôm đó sau khi chịu phép rửa tội xong, tôi rón rén trở về chùa bác sĩ. Vừa bước vào tôi đã cảm nhận một điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Vì đi vào bằng cửa hậu của gian nhà bếp trổ lên nhà trên, nên khi vừa bước qua ngạch cửa, tôi thấy ngay thầy Hai Từ Bảo tức sư trụ trì chùa bác sĩ đang ngồi trên bộ ngựa với thầy Lù. Thầy Lù là biệt danh không bởi vì sống đời tu hành, mà bởi vì tài cao phép cả. Thầy Lù là sư phụ về võ nghệ lẫn bùa ngải của nhiều bậc cao tăng kỳ sĩ nức tiếng trên núi này. Hiện tôi đang theo học với ông và được ông thương nhiều nhất trong số các đệ tử. Ai ai cũng biết rất khó gặp mặt thầy Lù, vì ông không bao giờ dễ dàng cho phép mình xuất hiện. Vậy thì chuyện gì làm cho vị sư phụ khó tính khó nết này chịu xuất hiện dễ như thế? Lại còn xuất hiện ngay ở một nơi mà ông chẳng hề ưa thích, tức chùa BS. Chắc phải có chuyện lớn. Tôi linh cảm chuyện lớn đó là chuyện chẳng lành cho tôi. Thấy hai vị sư phụ đáng kính đang ngồi xếp bằng trên bộ ngựa từ ở đằng xa, lại quay lưng về phía tôi vội né tránh. Nhưng khi tôi chưa kịp lách mình vào sau lưng chiếc tủ gỗ cạnh cửa, thầy Lù đã quát to, giọng vang rền, thằng kia. Vô đây mày! Tôi kinh hãi ríu ríu đến trước mặt hai sư phụ. Thoạt tiên thầy Lù mắng chửi tôi như tát nước. Những lời mắng chửi ấy ban đầu tuy nhẹ, nhưng đã nghe có mỏi như ông đã biết hết chuyện tôi vừa theo Chúa. Dần dần càng nói, ông càng huỵch toẹt ra tôi đã được học quá nhiều bùa ngải và đã thể hứa cả đời để theo tam thập tà thất thập xú, 12 chư vị ma hán. Nay tôi đạp đổ tất cả chỉ trong nháy mắt, giao hồn hết cho kẻ thù mà không hỏi ý ông thầy lấy một tiếng, thật là tội đại tặc phản đồ vân vân. Trong lúc thầy Lù nói liên miên để chút cơn thịnh nộ khủng khiếp lên tôi thì thầy Hai Từ Bảo chỉ ngồi im không nhúc nhích cũng không hó hé lấy một tiếng. Lúc này tôi chợt hiểu ra một điều, đó là từ lâu vì non kém tôi đã xem thường khả năng thân cận. Tiếp xúc với quỷ dữ, điều động tà ma và khiển cử âm binh của sư phụ quá đặc biệt như thầy Lù. Cứ xem, ông thầy biết hết mọi hành vi lẫn những ý nghĩ nhỏ nhặt giấu kín của tôi thì đủ hiểu. Cắt lời thầy Tám,
Tôi hỏi ngay. Nghĩa là, có phải ông ta sai âm binh luôn giám sát thầy và đánh thầy một trận sống chết khi vừa đoán biết thầy có ý định xin nhận phép rửa tội, đúng không? Đích xác, kể cả những tiếng hú giận người lúc ban đầu như để cảnh báo tôi. Tôi không thể tả được đôi mắt giận dữ của thầy. Giận dữ gì mà hai con mắt trở nên như hai đốm lửa đỏ rực thấy mà phát hoảng. Ông thầy nói, mày đã phản bội lời thề, uổng công tao dạy dỗ và coi mày như con đẻ. Tại sao mày làm thế? Tôi lấy lại bình tĩnh dần dần. Tuy nhiên tôi am hiểu tâm lý và tinh tường lễ nghĩa rằng khi người lớn giận dữ, phận nhỏ làm con làm trò không nên trả lời ngay, đối đáp thẳng dù đúng đến đâu. Vì khi đã thương, người nhỏ càng dạy người lớn càng thương, lúc đã ghét, người nhỏ càng khôn người lớn càng ghét. Mắng chửi tôi thậm tệ cho đã nư một lúc thật lâu, ông kết thúc bằng án lệnh ngắn gọn, dẹp tất cả những gì mày vừa làm thì tha, bất tuân thì chết. Thầy Lù đứng lên nói, 3 ngày nữa tao gặp lại mày ở đây. Ông giận dữ ra về không chào thầy hai từ bảo lấy một tiếng. Ngưng một lúc thầy Tám kể tiếp. Khi thầy Lù đã đi xa, thầy hai từ bảo tỏ ý muốn tôi thuật lại hết những gì tôi đã làm, khiến thầy Lù giận dữ. Tôi không giấu bất cứ điều gì nhất là việc mình đã chịu phép rửa tội và theo Chúa. Sẵn tiện tôi cũng nhấn mạnh việc từ nay không còn là người của cửa Phật nữa. Nghe xong thầy hai từ bảo không tỏ ra bất cứ thái độ gì là giận hờn như tôi nghĩ, mà chỉ ngồi im như bức tượng rất lâu, rồi từ tốn nói, tất cả đều là nhân duyên, ai ngăn được nhân duyên chớ. Từ nay con hãy liệu lấy thân, biết mình không còn là người của nhà chùa bác sĩ nữa, tôi lặng lẽ thu dọn quần áo, rồi kín đáo từ giã một mình thầy hai trụ trì bằng cách quỳ lạy ba lạy, nhất bái tạ tội, nhị bái tạ ân, tam bái xin phép, rồi âm thầm rút lui để đến tạm thời tá túc chỗ thầy tư. Tôi thắc mắc, tại sao sư trụ trì hòa hoãn với thầy, trong khi chẳng hòa hoãn chút nào với thầy tư, đuổi thầy tư ra khỏi chùa, bỏ mặc một con người đáng thương phải giờ sống giờ chết, lê lất giữa nơi hiểm nguy. Đừng tưởng sư sãi không sợ ma sợ quỷ. Khi chứng kiến thầy tư có nhiều biểu hiện lạ, mọi người trong chùa, với trí óc non nớt, đều lầm tưởng đó là hiện tượng quỷ nhập tràng. Họ đều tin là không thể chung sống với thầy tư được nữa. Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích. Thầy Tám kể tiếp. Thầy tư an ủi tôi và dạy rằng tôi đang đi đúng đường. Bởi sự thường, bước sang cõi chết người ta mới tỉnh ngộ, thấy rõ điều gì mình đã làm là đúng, điều gì mình đã làm là sai. Lại còn hiểu thêm rằng khi biết được đúng sai thì mọi sự coi như đã quá muộn. Bởi cái chết giải thoát người ta khỏi mọi vướng víu, chi phối, ảnh hưởng từ mọi hướng. Sự thông dong giống như sự im lặng tuyệt đối khiến trí óc sáng suốt. Từ đó nhận ra tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ. Sự bừng tỉnh sáng suốt này giống như đang đêm mưa dồn gió rũ, trời tối mịt mù, bỗng sấm nổ lóe lên một ánh chớp soi rõ mọi cảnh vật. Ai khi đang sống mà sáng suốt, người đó có ơn huệ lạ lùng Chúa ân ban. Theo Chúa là sáng suốt, không theo Chúa, dẫu hoàng đế, vẫn là u mê, hơn kém nhau chỉ vậy. Đạo nào cũng tốt, cũng rải ánh sáng chân lý. Nhưng Công giáo là đạo rải ánh sáng rực rỡ như ánh sáng của mặt trời chính ngọ. Thầy Tám vấn điếu thuốc khác rồi kể tiếp. Thầy Tư đoán biết tôi sẽ rất khổ với thầy Lù, nên chỉ cách đừng bao giờ rời chuỗi tràng hạt, vì chuỗi tràng hạt củng cố đức tin. Đức tin lại là vũ khí duy nhất dư sức trấn áp tất cả mọi thứ ma vương quỷ đế. Ma tà quỷ độc luôn nhắm lúc chúng ta yếu đức tin, trao đảo niềm tin vào Chúa mà công phá và ám hãm. Thật vậy, 3 ngày sau, một chú tiểu đi tìm và kêu tôi về chùa bác sĩ gặp thầy Lù. Tôi ngứa miệng nói, vì ông ta hẹn 3 ngày. Thầy Tám thuần phát gật đầu kể tiếp. Khi tôi trở về chùa thì thấy thầy Lù đã chống cây gậy phép ngồi giữa chính điện với dáng vẻ oai nghi đường bệ như một quan tòa chờ đưa phạm nhân ra chịu án. Chùa bác sĩ có 14 tu sĩ các cấp. Tất cả đều có mặt dự khán. Tôi trách thầy Tám. Mắc gì thầy phải trở lại để chịu xét xử? Thầy đã là con cái của Chúa. Ai ngoài Chúa có quyền xét xử thầy chứ? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lòng kính trọng sư phụ, ước muốn giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng và dứt khoát để thảnh thơi đi theo Chúa. Đồng thời tôi được thầy Tư dạy rằng đức tin là vũ khí cực mạnh. Tất cả đã khiến tôi bạo dạn quyết tâm trở về gặp thầy Lù. Vừa thấy tôi thầy Lù nóng nảy giọng gậy phép xuống nền nhà quát hỏi, nói đi. Mày quyết định theo ai? Tôi trả lời, thưa sư phụ, xin cho con được theo Chúa. Vừa nghe xong mặt ông đỏ bừng, đôi mắt lại bừng lên như lửa cháy, răng nghiến ken két, tay chỉ vào mặt tôi mắng, quân phản đồ. Tôi bình tĩnh thưa sư phụ, con nay được biết theo Chúa là con đường đúng nhất. Nên, tôi chưa nói xong thầy Lù phóng cây gậy phép thẳng vào mặt tôi. Lẽ thường, một khi sư phụ xuống tay thì đệ tử chỉ có nước chết.
Nhìn thấy cây gậy phép bay vào mặt, trong nháy mắt, tôi chỉ kịp nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Cây gậy phép bằng gỗ lim bay trượt, băng băng ra khỏi chánh điện, đâm thẳng vào chiếc trống to nằm trên giá đỡ ngoài hành lang. Cây gậy phép được phóng với sức lực mạnh đến nỗi đã đâm thủng chỗ xuyên từ hông trống bên này sang hông trống bên kia. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết. Tôi không còn gì để bám víu, đành đưa hai tay chụp chuỗi tràng hạt đang đeo trước ngực, nắm chặt lấy cây thánh giá nhỏ của chuỗi tràng hạt ấy như bám vào niềm cứu thoát cuối cùng. May sao thầy Hai Từ Bảo và vài ba vị sư lớn tuổi khác chạy đến đứng chắn giữa thầy Lù và tôi. Thầy Lù đành xuôi tay nhưng gầm lên, nếu chịu nổi bảy roi bùa, mày muốn theo ai thì theo. Rút cây roi bùa từ trong ngực áo ra, đây là một thứ roi dùng để đánh phạt các âm hồn dưới quyền điều khiển của thầy Lù. Thấy tôi có vẻ đồng ý, thầy Hai và các vị sư lớn tuổi giạt ra hai bên cho tôi chịu đòn. Tôi bị buộc phải cởi áo ra phơi lưng trần và đứng cong cúi người xuống, tuy nhiên tay tôi không rời cây thánh giá. Thầy Lù chậm rãi quất từng roi lên lưng trần của tôi, cứ trước khi quất một roi, ông niệm thần chú. Đánh xong một roi, ông dừng lại một lúc để xem sự hiệu nghiệm của roi đến đâu, đồng thời cũng để xem tôi có đổi ý kiến hay không, đó là theo tôi suy đoán. Phần tôi, mỗi roi quất xuống lưng, tôi nghe đau nhói và tê buốt cả người như có móng vuốt của con vật gì đó sâu xé. Khi ngọn roi thứ 6 vừa quất xong, vị sư phụ bỗng ngã sấp, úp mặt xuống nền gạch bất tỉnh, dù chẳng ai làm gì ông cả. Chờ đợi một lúc, mọi người xúm lại đỡ ông dậy đem vào hậu điện. Còn thầy Hai thì mặc áo vào cho tôi và cùng với tất cả các vị tăng lữ trong chùa đồng loạt khuyên tôi nhân cơ hội này nên trốn đi trước khi ông thầy tỉnh dậy. Nói đến đây, thầy Tám cởi chiếc áo bà ba đen sờn cũ bạc màu đang mặc ra. Đây, huynh hãy xem, người ta theo Chúa dễ còn tôi thì. Cũng chỉ vì tôi vướng lời thề với ma với quỷ nên mới ra nông nỗi. Một lần nữa được nhìn kỹ lưng thầy Tám, tôi đếm thấy 6 vết roi chồng chéo nhau nằm vắt ngang lưng, có vết roi chạy dài ra tận sườn. Nói chung, 6 vết roi đã phủ kín lưng thầy Tám. Một điều không sao có thể hiểu nổi, đó là 6 vết roi nổi phồng to bằng điếu thuốc lá, lại còn luôn nhúc nhích động đậy như những con rắn còn đang sống. Ai xem thấy, tôi tin chắc sẽ kinh hãi. Tôi cảm thấy đau xót, hỏi thầy Tám. Tại sao những vết roi lâu ngày không tan, lại còn như những con rắn sống quấn lấy thầy? Thầy đau đớn lắm phải không? Lúc đầu 6 vết roi luôn tươm máu ngày đêm, một thời gian sau chúng trở nên thối rữa và có vòi rúc rỉa. Một thời gian sau nữa chúng khô lại cho đến nay huynh thấy đó. 6 con rắn quỷ này không lúc nào thôi hành hạ tôi, khi thì nhức nhối, khi thì nhột nhạt, lúc như bị rắn rết bâu bám cắn xé, lúc khác nhức nhối, và nhiều lúc tê buốt không có thứ thuốc nào chữa khỏi. Nay tôi đã dần quen. Tại sao ông thầy Lù mới đánh được 6 roi đã ngã ra bất tỉnh? Thầy Tư đã nói thế nào về tất cả những chuyện này? Thầy Tư bảo, giao du với ma quỷ chỉ có tổn hại, bất lợi và rủi ro. Ai kiên trì theo Chúa sẽ được Chúa che chở. Thầy Tư có giải thích, roi thứ 7 là roi lấy sinh mạng, Chúa không cho phép ma quỷ lấy đi sinh mạng của bất kỳ ai. Đã không đánh được roi thứ 7 mà còn bị đuổi đi. Khi rút đi chúng luôn gây vật vã hay bất tỉnh. Tôi chợt rùng mình khi thoáng nhớ lại mọi chuyện cũ. Sợ quá tôi lảng sang chuyện khác. Tôi cứ tưởng nhà chùa đứng về phe thầy Lù. Không, không phải nhà chùa nào cũng chứa chấp tà công yêu thuật, chùa BS càng không. Vậy tại sao thầy đang tu lại được theo học tà thuật với thầy Lù? Tôi vốn thắc mắc chuyện này từ lâu nay mới có dịp hỏi. Thầy Tám cởi mở. Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa chào đời. Người ta lượm được và mang đến cho thầy Lù. Thầy Lù nuôi tôi lớn khôn và trao tôi cho bạn là thầy Hai Từ Bảo để học chữ và rồi được thầy Hai thương cho ở luôn trong chùa như một tu sĩ. Tôi càng thắc mắc hơn. Vậy thì người mẹ nào đang ở với thầy kia? Đó là người đàn bà ăn xin tôi nhận làm mẹ cách đây không lâu, thầy Tám hơi ngập ngừng, nhưng rồi kể luôn. Cô cháu gái 11 tuổi kia cũng là người ăn xin vất vưởng ở một bến đò, tôi cũng rước về nuôi. Tôi nhìn thầy Tám với lòng khâm phục. Đã khâm phục nhiều đức tính nơi anh, bây giờ lại khâm phục đức bác ái nữa. Tôi hỏi, thầy làm ruộng làm rẫy để sống và để nuôi họ đang lúc phải chịu nhiều đau đớn không nguôi. Thầy Tám gật đầu rồi quay lại câu chuyện chính. Sự kiện hôm ấy đã gieo vào lòng mọi người trong chùa bác sĩ một ấn tượng mạnh và nhiều mối suy nghĩ. Đúng ra họ là những người dân lành rất thiện tâm, muốn tu hành nên tự bỏ tiền lập ra chùa, dưới danh nghĩa một nhánh của Bửu Sơn Kỳ Hương giáo do thầy Hai chủ trì. Thầy Tư nói Chúa ghé mắt đến những tâm hồn thiện chí này từ lâu và muốn gọi họ về với người. Chúa không cần thứ gì khác ở con người mà chỉ cần thiện chí. Tôi trở lên núi định bụng cùng tu với thầy Tư. Nghe tôi kể mọi chuyện,
Thầy Tư khuyên, Thiên Chúa bắt đầu hành động trên em rồi đó. Cố gắng đi em ạ. Hãy là một dụng cụ dễ dùng trong tay người. Hân hạnh lắm em ơi. Thầy Tư nói như một tiên tri, vì những điều sẽ xảy tới cho tôi cũng quá là kinh khủng. Mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi dừng câu chuyện để ăn trưa. Tôi ăn một bữa cơm đạm bạc cùng với thầy Tám và người đàn bà cùng khổ anh nhận làm mẹ nuôi cô gái nhỏ 11 tuổi bị bỏ rơi được anh nhận làm cháu gái chỉ có thể ăn riêng trên giường kê trong buồng vì khó đi đứng. Dù mâm cơm chỉ có tô canh rau hái quanh nhà nấu với vài con bung bung trang trang, bung bung, trang trang, hai sinh vật thuộc họ sò hến sống ở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, và dĩa cá hùng hình là tên gọi chung cho các loại cá nhỏ xúc được bên bờ kênh, bên lạch nước. Ở miền Tây Nam Bộ lúc ấy cá nhiều đến nỗi những nhà nghèo trước bữa ăn, chỉ cần lấy rổ lội xuống bờ sông, bờ kênh hay rạch. Cầm rổ xúc một lúc, sẽ có một mớ cá con thuộc nhiều loại. Khó ăn được một bữa cơm, nhưng tôi ăn không muốn thôi. Dễ hiểu thôi, ăn trực thì ngon. Buổi trưa hai đứa ngồi nói chuyện tiếp với bình trà lại thơm phức. Tôi khơi chuyện trước. Thầy đi lính làm sao với những vết roi như rắn bâu ấy trên lưng luôn hành hạ. Thật khó cho tôi lúc đầu, nhưng quen dần. Cùng với đời sống quân ngũ đầy gian khổ hiểm nguy, tôi đôi lúc tạm quên. Vì quá tò mò, nên tôi hỏi vậy thôi, bây giờ xin thầy trở lại thứ tự thời gian của câu chuyện. Thầy Tám cười, kể tiếp. Từ khi tôi lên ở với thầy Tư, thầy Hai Từ bảo nuôi chúng tôi bằng cơm chùa mỗi ngày hai bữa ăn cơm với các loại rau kho mặn như đậu đũa, cà vó, cà chua, dưa leo, dưa chuột, bầu, ý, mướp, khổ qua, kho. Một chú tiểu cần mẫn mang đến đúng giờ. Tuy nhiên tôi đâu đã được ở yên. Một phần do sáu vết roi trên lưng hành hạ dữ dội, phần khác do hoảng sợ liên miên vì luôn bị côn trùng và thú dữ đe dọa. Ban đầu thầy Tư và tôi chịu những âm thanh như tiếng thú dữ gầm gừ, giống hú, cắn sủa, chu chéo. Quanh mình suốt ngày đêm gây giật mình, lo lắng, hoảng loạn. Sau đó cứ nghe những tiếng bước chân rình rập. Có đêm đang ngủ, hai thầy trò hoảng sợ ngồi dậy ráo rác vì tiếng ác thú từ trên cao phủ chụp lấy, tiếng cắn xé, nhai nuốt ngấu nghiến. Khi đã quen đi với những đòn hư ấy thì tiếp đến, những đòn thực. Khởi đầu là rết, bò cạp, ong vò vẻ, sâu lông, bọ, vắt, chuột, bò, nhảy, chui rúc, bay quanh, rơi, đậu, bám. Vào nơi ở, nhảy vào quần áo, rớt vào chén cơm đang bưng trên tay. Kế tiếp là rắn độc to nhỏ đủ cỡ tấn công vào bọng cây nơi chúng tôi đang trú. Sau đó chó vằn chó vện hung dữ, mèo rừng dữ tợn, thu giữ đủ loại lãng vãng rình mò. Nói chung tinh thần của hai chúng tôi bị uy hiếp liên tục bởi sự sợ hãi. May sao thầy Tư rất mạnh mẽ đức tin, nên thầy là chỗ dựa kiên vững cho tôi. Hễ gặp nguy biến, cả hai thầy trò quỳ gối cầu nguyện thầy Tám cười bẽn lẽn, chẳng biết cầu nguyện ra làm sao chỉ biết kêu những tiếng bập bẹ chẳng đâu vào đâu như Amen, Chúa ơi, Mẹ ơi, Maria. Thầy Tám bỗng ngưng kể, cười ngất một hồi với những hồi tưởng ấy, sau đó nói tiếp. Chính thầy Tư làm cho đức tin tôi ngày một vững mạnh. Thầy Tư nói, đó là những trò hề của bọn tiểu nhân, chẳng thể giết chết chúng ta đâu. Còn chúng bay đang làm cho đức tin chúng ta thêm kiên cố mà thôi. Thầy Tư quả quyết rằng, ai không chịu thử thách, sao có thể gọi người ấy có đức tin. Tôi thầm công nhận điều ấy, bởi không thử lửa, sao rõ vàng ròng. Thầy Tám hồi tưởng những gì học được ở thầy Tư. Những lúc quá lo sợ, thầy Tư an ủi, lửa thử vàng, gian nan thử đức em ơi. Đừng bao giờ em nản lòng nghe không? Đời này ngắn lắm. Cái gì cũng đều tạm bợ lắm lắm và chuyện gì cũng đều là hư ảo, giả tạo, mộng mị mà thôi. Em ạ, khi vừa chết xong, mọi người đều trắng tay sơ xác, trần trụi rỗng không như ngày mới chào đời. Vậy thì thử hỏi không mộng không hư là gì? Lúc ấy Chúa mới ban cho ta những thứ vĩnh cửu. Tôi hỏi thầy Tám. Thầy Tư có bao giờ tả Chúa sơ sơ cho thầy nghe không? Thầy Tư tả đại khái như thế này, Chúa không mang hình hài gì như loài người nghĩ, tưởng. Người là nguồn, là gốc, nơi mọi thụ tạo xuất ra để rồi sau đó phải quay trở về để ráp lại đúng chỗ đúng khớp một cách vừa vặn. Ai quay trở về mà không ráp vào được cho khớp hợp, người đó hư mất, đớn đau vì tuyệt vọng và gọi là bị hủy diệt. Vì ruộng đang mùa trổ bông, thầy Tám bước ra ngoài ruộng sát bên hông nhà, bứt một bông lúa rồi trở vào giơ bông lúa trước mặt tôi và giải thích. Nói làm sao cho huynh hiểu. Thôi thì tạm ví dụ thế này. Chúng ta sinh ra và bước vào cuộc đời này giống như các hạt lúa bung ra khỏi ré, nhánh, lúa này. Các hạt lúa sẽ dần dần to phình ra như huynh thấy đây. Vậy nên bây giờ huynh không thể nhét các hạt lúa trở lại cho đúng cho gọn cho khớp. Vào ré lúa như cũ,
thì việc chúng ta sau khi chết, quay trở về lại với Chúa nguyên nguồn cũng không thể. Tôi gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, nhưng vì say nói, thầy Tám cứ thuyết minh thêm. Hài nhi khi lọt lòng mẹ xong, không thể nào đưa trở lại khoang bụng của mẹ được như cũ. Vậy việc chúng ta quay trở vào lại với Chúa nguyên nguồn sau khi chết là việc vô cùng khó, đúng không? Tôi gật đầu, thầy Tám nói. Ừ, nhất nữa lúc chào đời ai cũng tốt giống nhau. Qua năm tháng, cái tôi phình to bởi nào là tật xấu, thói hư, tham vọng, địa vị, tiền của, ghét ganh, thù hận vân vân. Vì nhân chi sơ, tỉnh bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Làm sao trở về lại được đúng khớp mà chúng ta đã từ đó, trong lòng Chúa, bước ra. Tôi bộc phát. Ừ, phải. Cho nên Chúa mới dạy. Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời, trích sách Matthew. Thánh Augustino thưa với Chúa, lạy Chúa. Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con sẽ bồn chồn mãi cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Chi lý. Bây giờ tôi mới hiểu những lời ấy anh bạn ạ. Thầy Tư cho tôi biết Thiên Chúa là như thế. Huynh hiểu rồi đó. Nhỏ đó mà lớn đó. Ré lúa nhỏ mà lớn, bụng mẹ nhỏ mà lớn đúng không? Tóm lại, Thiên Chúa nhỏ mà lớn. Tôi buột miệng nói thêm. Không về được với Chúa nguyên nguồn tức là đớn đau, khao khát, tuyệt vọng và tức tối. Ấy chính là nóng nảy, bức xúc tựa lửa đốt nóng hơn lửa hỏa lò. Xa hỏa ngục, hư mất năm. Năm là thế đó chứ còn gì nữa. Người càng giàu, giàu tiền của, giàu danh tiếng, giàu chức cao quyền trọng, giàu ham muốn, giàu thèm khát, giàu giận dữ oán thù, giàu tư lợi và ích kỷ. Càng không thể vào nước trời như Chúa ví. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời, trích sách Matthew, là thế. Chúng tôi còn nói thêm nhiều về vấn đề này nữa. Nhưng viết thì hạn chế hơn nói, nên không tiện kể hết. Chiều đến, trước khi ăn tối, thầy Tám kể tiếp. Một hôm chú Tiểu mang cơm đến báo cho tôi biết thầy Hai Từ Bảo gọi tôi về gặp ông. Khi tôi đến, thầy Hai ngập ngừng rất lâu mới ngỏ ý muốn tôi kể hết mọi việc liên quan đến việc tôi theo Chúa. Nghe tôi kể xong, thầy Hai tư lự và suy nghĩ rất nhiều. Bỗng thầy Hai Từ Bảo hỏi tôi, thầy có thể theo Chúa như con được không? Tôi giật nảy mình. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng nét mặt, giọng nói của ông, tôi thấy ông không có ẩn ý gì, liền thưa, thưa được. Thưa thầy rất được. Tôi chợt nhớ liền nói thêm, chẳng những được, mà mọi người còn có bổn phận phải theo Chúa nữa thầy ơi. Thầy Hai vui mừng hỏi thêm, tất cả mọi người trong chùa này đều có thể theo Chúa phải không con? Ôi! Khoai Trá gật đầu lia lịa xác quyết mạnh mẽ. Thầy Hai hỏi tôi, bây giờ trước hết, thầy, các thầy và các huynh đệ của con, tất cả phải làm gì? Tôi thưa, con phải về hỏi thầy Tư ạ. Vì con không biết. Rộng chạy đi, nhưng tôi sợ thầy Hai đổi ý. Liền thưa thêm, thưa. Tạm thời xin thầy và mọi người hãy thưa liền với Chúa, xin cho chúng con theo Chúa. Thầy Hai gật đầu. Tôi chạy thật nhanh. Nghe thuật lại, thầy Tư mừng rỡ vô cùng và nói ngay, Chúa luôn gây bất ngờ. Thật vậy, bất kỳ ai mềm mỏng với Chúa, Chúa đều ôm họ vào lòng. Bây giờ anh em mình có bổn phận phải giúp họ. Ngay đêm hôm đó, thầy Hai dắt một số thầy lớn tuổi đại diện đến với thầy Tư để được chỉ dẫn. Tôi bồn chồn hỏi. Rồi thầy Tư làm gì? Thầy Tám thuần phát nói. Hay lắm. Thầy Tư diễn giảng rất đơn sơ dễ hiểu cho các thầy nghe về Thiên Chúa, để thầy Hai Từ Bảo và các sư về lặp lại cho những người còn lại ở chùa. Việc rửa tội cho họ lại càng đơn sơ, thầy Tư dạy mọi người hãy dâng lòng ước ao lên Chúa, thế là được rửa tội, thế là theo Chúa. Sau này hãy ráng đi tìm gặp được cha Tê, thì cha tính tiếp cho. Vậy là cả 14 người trong chùa bác sĩ đều trở nên Kitô hữu qua phép rửa tội bởi lòng ước ao, tức rửa tội bằng lửa một cách bất ngờ. Chuyện xảy ra dễ dàng, chớp nhoáng đến không thể ngờ. Tôi sẽ kể trở lại tiếp theo chuyện này sau, huynh yên tâm, đừng nóng lòng. Tôi cảm thấy vui trong lòng vì nghĩ chuyến đi chơi núi năm nào là chuyến đi định mệnh, phải chăng là sự an bài của Chúa. Thầy Tám kể tiếp. Hai hôm sau thầy Tư mất, khi tôi đi đâu đó về thì thầy ấy đã về với Chúa giống như ngủ vậy. Gương mặt và dáng điệu của thầy Tư thản nhiên, tươi tỉnh như đã vừa làm xong một việc có ích. Tôi nhớ ngay và nhắc lại. Thầy Tư từng nói mình trở về cuộc sống còn là vì thầy Tám và những người ở chùa bác sĩ. Nhưng tại sao thầy và các thầy ở chùa bác sĩ không chôn cất thầy Tư cho tử tế mà lấp đất vào bọng cây? Thầy Tám trả lời ngay. Vì trước tiên, đó là ý nguyện của thầy Tư. Kế tiếp vì một lý do tôi sẽ kể huynh nghe sau này. Tôi nóng này. Lại xảy ra chuyện nữa.
Chuyện gì vậy? Chuyện khá dài, nhưng có tiếng gọi của người mẹ nuôi báo tin bữa cơm chiều đã dọn xong. Thầy Tám nhìn đồng hồ và nói chúng ta cứ ăn chiều đã. Rồi tôi sẽ kể tiếp chuyện về những người ở chùa bác sĩ cho huynh nghe. Thầy Tám vào trong buồng ẵm bế cô cháu gái ra ngồi ăn cơm chiều chung với mọi người như cô bé muốn, vì cô bé thấy nhà có khách đông vui. Quan sát thấy cả người mẹ nuôi lẫn cô cháu gái nuôi đều biết làm dấu thánh giá và đọc kinh lạy cha cách thuần thục trước bữa ăn, tôi hỏi. Thưa dì và cháu Nga theo Chúa từ năm nào? Người mẹ nuôi đáp. Mới chỉ hơn một năm nay thôi. Tôi hỏi hai người lẫn thầy Tám. Cả ba người đi dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật thế nào? Ở đâu? Và thầy Tám đoán được ý tôi muốn biết liền tóm tắt. Khi tôi dạy cho hai người về Chúa xong, tôi liền tìm đến nhà thờ ở núi Sam cách thị xã Châu Đốc 5 cây số. Nơi này không có linh mục, nên các ông biện giáp vui mừng trình báo cho cha phó nhà thờ Châu Đốc cứ 2 tuần đến dâng thánh lễ một lần. Cha phó nhận và lo liệu cho ba mẹ con chúng tôi rất chu đáo. Từ đó đến nay, mỗi 2 tuần một lần, tôi đạp xe chở mẹ tôi đi nhà thờ núi Sam để tham dự thánh lễ, bé Nga giữ nhà và đọc kinh ở nhà. Tôi chọc ghẹo thầy Tám. Không lập gia đình, bỗng dưng thầy có gia đình với cả một. Hạnh phúc, đúng không? Cả ba người cùng cười vui đón nhận lời khen ấy. Bé Nga, tuy đã 11 tuổi nhưng vì bệnh tật nên thân hình nhỏ nhắn hơn so với độ tuổi, trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra một cách chững chạc. Có cả một lập trường rõ rệt và vững chãi khiến tôi hiểu thêm, thầy Tám thông đạo và dạy đạo cẩn tắc cho hai mẹ con nuôi. Điều này chứng tỏ anh ta đang sống đức tin có thể còn hơn cả tôi. Kẻ đường hoàng là một đại chủng sinh nhưng đức tin chưa chắc đã đạt đến trình độ như thế. Tôi từng biết đức tin không có mối liên quan tỷ lệ nào với kiến thức, tri thức, gen giống, chức tước, địa vị, thành phần, thành tích. Càng không dính dáng gì với tiền của, tài năng, sức khỏe, sắc đẹp v.v. Nhưng lại rất có liên quan tỷ lệ với lòng bác ái. Vì đi theo Chúa là làm theo lời Chúa. Chúa dạy bác ái nên làm theo lời Chúa là sống bác ái. Đi theo Chúa đúng như vậy gọi là có đức tin. Kết luận, ai người công giáo càng bác ái càng có đức tin. Thế nên bác ái tỷ lệ thuận với đức tin, ai không có bác ái người đó không có đức tin. Không ai có thể đóng giả mình có đức tin, vì giả như siêng năng đọc kinh, đi lễ, làm công quả, giữ chức cao, tham gia hội đoàn ca đoàn, xin lễ béo, tài trợ cho công ích, khuyên răn, giảng lời Chúa, khéo léo nơi hội trường hay yến tiệc v.v. Mà không có bác ái thì vẫn là người công giáo không có đức tin. Nói cho gọn, bác ái là đức tin. Đức tin là bác ái. Nguyên lý này cho tôi hiểu câu lời Chúa. Kẻ đứng chót hết thành người đứng đầu, người đứng đầu thành kẻ chót hết. Sự kỳ diệu của công giáo, sự thần kỳ bàn tay Thiên Chúa là thế. Tôi len lén nhìn ngắm ba người và thầm suy. Nếu mỗi người công giáo như một cây đèn dầu thì đức tin là ngọn lửa, còn bác ái là dầu. Thiếu dầu sẽ không có ngọn lửa ra sao thì thiếu bác ái cũng không có đức tin như vậy. Ôi, nhiều người công giáo xinh xang nhưng lại là những cây đèn không có lửa. Đừng nói là giáo dân, nhiều tu sĩ, giáo sĩ là những cây đèn lộng lẫy hoành tráng không lửa. Vậy mà còn có thái độ huênh hoang ngạo mạn lúc nào cũng ra điều giảng dạy nhiều cha sở không lo dầu cho mình và cho giáo dân, ngày đêm chỉ sơn phết trang hoàng vẻ ngoài cây đèn của nhau. Tôi liếc nhìn thầy Tám do thấy ra ngọn lửa đức tin đang rực cháy nơi cây đèn của anh. Tôi cảm thấy ganh với anh ta quá đỗi. Cổ nhân Á Đông nói, chân nhân bất lộ tướng, nghĩa là bậc thánh hiền, người quân tử. Không để lộ diện mạo thật của mình ra bên ngoài. Trái lại, tướng tinh của họ đều ẩn giấu thật kín bên trong đến nỗi trông họ dung dị đến tầm thường. Điều đó thể hiện một thứ quy luật tự nhiên của trời đất, của người đời. Quy luật ấy là chẳng ai để của quý, báu vật. Lộ thiên ở ngoài đường hoặc ở nơi đông người qua lại, nhưng cất giấu trong nhà hay nơi càng kín càng tốt. Ngược lại, những gì càng phơi bày, càng mang tính công cộng càng không có giá trị. Cổ nhân phương Tây có câu, Sanctus Visitor Sed non est, Sanctus est Sed non visitor, nghĩa là người có vẻ thánh thiện thì không thánh thiện, người thánh thiện thì không ra vẻ thánh thiện. Tại sao? Thưa sự thánh thiện là báu vật của tâm hồn, tất cũng được bảo vệ và giữ kín theo quy luật trên vừa nói. Đồng thời người có hình không cần cái bóng, danh tiếng, kẻ không có hình mới khoác cái bóng. Ở mọi lĩnh vực của đời sống đều như vậy hết, ví dụ ở lĩnh vực nghệ thuật. Những kẻ cơ hội, những hạng người thuộc giới phàm phu tục tử, những loại con buôn nghệ thuật, luôn tỏ ra mình là nghệ sĩ bằng đủ mọi mánh khóe để mua danh chuốc tiếng đoạt lợi. Trong khi nghệ sĩ đích thực không cần tỏ ra nghệ sĩ, bởi họ thấu đạt nghệ thuật đến mức bận bịu với nó và có khi phải khổ sở vì nó. Giờ đâu cho những chuyện phù phiếm kia, thế là vì người đời không có mắt để phân tỏ thực hư nên nghệ thuật chân chính luôn bị che khuất.
Từ đó mà xét, giáo dân Việt Nam ta cũng vì lầm lẫn nên lúc nào cũng tin đến sái cổ, kính đến bái quỳ những giáo sĩ, tu sĩ tỏ ra đạo đức, đạo mạo, trang nghiêm. Trong khi có nhiều giáo dân đáng kính, nhưng vì không khoác lên người dáng vẻ chân tu như họ nên bị xem thường. Lỗi này dẫn đến đa phần giáo dân Việt Nam tin Chúa nhưng theo giáo sĩ khiến ở Việt Nam, cái đạo, công giáo, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng lao sao mà chẳng có hình. Sau cơm chiều, chúng tôi ra ngồi ngoài bờ ruộng nói chuyện tiếp. Tôi gợi chuyện trước. Xin thầy kể lại chuyện thầy Tư Đạo Tâm qua đời, chuyện về số phận thầy Hai Từ Bảo và các sư sãi ở chùa Bác Sĩ. Thầy Tám kể, không chôn cất thầy Tư Đạo Tâm bằng mộ phần thông thường bởi lý do quan trọng là thể theo lời căn dặn của thầy Tư Đạo Tâm. Còn bởi một lý do khác rất hệ trọng, đó là thầy Lù từ lâu đã ham he sẽ bắt cho được thầy Tư Đạo Tâm dù sống hay chết để buộc làm âm lệnh thần tướng cho ông ta. Tôi cắt lời. Ủa, tôi nghĩ, thầy Lù muốn bắt ai? Bắt giờ nào? Bắt cách nào? Chẳng được. Thầy Tám thuần phát cười. Huynh nghĩ thì đúng, nhưng huynh lại chẳng ngờ rằng ai đã chịu phép rửa tội, dù soàng xĩnh cỡ nào cũng đều khó nuốt đối với ma quỷ và bè lũ. Còn ai có đức tin bằng cách sống bác ái theo lời Chúa dù chỉ chút chút? Thôi, thì ma quỷ đừng hòng bén mảng đến gần. Quá dễ hiểu. Nơi nào có ánh sáng thì đương nhiên không còn bóng tối. Theo tôi thấy, người công giáo không ý thức giá trị thật của mình. Ôi, được làm người công giáo thật là, làm quan cũng không bằng. Tôi đang còn ngỡ ngàng thì thầy Tám nói tiếp. Huynh biết không? Chính vì vậy, thầy Tư Đạo Tâm cứ sờ sờ ra đó. Vậy mà bọn âm binh tà tướng của thầy Lù tất thảy đều bất lực. Có làm gì được đâu. Dẫu vậy khi thầy Tư qua đời, tất cả chúng tôi đều nghĩ nên làm theo lời thầy Tư và xét cho cùng. Cẩn tắc vô ưu, cẩn thận thì không phải lo lắng. Chẳng nên làm điều gì khác hơn lời thầy mình dạy khi chung quanh hàng ngàn âm binh thần tướng luôn vây hãm và rình rập để mưu toan tác hại. Thầy Tám kể luôn. Sau khi thầy Hai Từ Bảo cùng các thầy trò huynh đệ bên dưới đồng tâm nhất trí theo Chúa bằng cách dùng lòng ước ao để được rửa tội đúng như thầy Tư dạy. Ngay đêm đó chùa Bác Sĩ phát hỏa trong lúc mọi người đang ngủ say. Trong phút chốc ngôi chùa đẹp đẽ bỗng trở nên hoang tàn như một đống tro. Rất may không ai bị làm sao. Tôi hỏi ngay. Có phải bị thầy Lù và lâu la của ông đốt cháy không? Thầy Hai Từ Bảo và mọi người có sợ hãi, có nản lòng không? Thầy Tám gật đầu. Cho đến tận hôm nay, tôi không thể nghĩ khác hơn. Thầy Tám quả quyết. Sợ thì có, nản thì không. Ngược lại, niềm tin và chí quyết theo Chúa của họ càng nung nấu đến mức mạnh mẽ hơn do sự kiện cháy chùa nói lên điều gì đó. Sự thể như thế này, sau khi nghe tôi báo tin thầy Tư mất, thầy Hai Từ Bảo và mọi người đến tiễn biệt thầy Tư lần cuối và bàn việc an táng. Mọi người nghe tôi thuật lại lời dặn của thầy Tư xong, thầy Hai Từ Bảo phát biểu, được thầy Tư hướng dẫn và đưa anh em chúng tôi theo Chúa, chúng tôi sung sướng vô cùng. Khi về chùa, tôi tập họp mọi người lên chánh điện nhiều lần, khi thì để nói lời từ giã với Phật Tổ và với ân sư Đức Phật thầy Tây An, khi thì xin phép lên đường theo Chúa. Lúc lại xin phép rời các chư linh vào nội điện, thay vào đó là cây thánh giá do chính chúng tôi tạo nên. Trên thánh giá có treo chuỗi tràng hạt do thầy Tư để lại. Chẳng biết làm gì hơn chúng tôi cứ thì thụp lại cây thánh giá và kêu xin Chúa đưa đường dẫn lối cho được đi theo người. Nói thì ít mà lại thì nhiều. Đêm đó tôi rất khó ngủ, cứ nằm trằn trọc với nhiều cảm xúc khó tả, vui rất nhiều mà lo sợ cũng không ít. Vui vì lâu nay nhận thấy đường tu như không có ánh sáng ở cuối đường hầm, bây giờ đã khai thông. Lo sợ vì không biết rồi đây có còn lầm đường lạc lối lần nào nữa khi đi con đường mới này hay không. Suy nghĩ tới lui rồi cũng thiếp đi. Khi tôi thiếp đi bỗng thấy trong cơn mơ rõ như hiện thực, một bóng trắng từ ngoài chánh điện tiến vào buồng riêng đến sát chân giường nơi tôi nằm ngủ. Khi còn cách giường độ một thước ta thì dừng lại. Bóng ấy chẳng phải ai khác, chính là tiên khủng. Thầy Tám dừng thuật lời thầy Hai Từ Bảo để nói về tiên khủng. Tiên khủng là một ông già râu tóc dài bạc trắng. Đặc biệt ông sống trên núi này đã lâu mà chẳng ai biết được tên, tuổi. Tiên khủng là tên người dân đặt cho ông với nhiều ngụ ý. Chữ tiên ngụ ý ông là người vừa hiền lành, yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhất là ai gặp nguy nan khốn khó. Người ta dặn nhau, gặp chi bất chắc cứ la lớn lên vài tiếng, tiên khủng ơi, là có mặt ông ngay, lại vừa ngụ ý ông ta sống trên các cành cây cao của cổ thụ. Chữ khủng ngụ ý ông là người có những hành động khác lạ đến kỳ bí không thể hiểu nổi, ví dụ kỳ bí là không ăn uống, nhưng hễ đã ăn thì sức ăn bằng 3-4 người đàn ông khỏe mạnh. Kỳ bí nữa là chữa bệnh bằng cách xem mạch định bệnh rồi chữa ngay bằng cách nhai bất kỳ lá cây gì quanh đó, nhai ngấu nghiến đến nhừ rồi phun vào vết thương hay chỗ đau. Thế mà nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi. Kỳ bí hơn nữa là ông tiên khủng không bao giờ bị thú dữ làm hại. Ngược lại,
Mọi thú dữ ở núi này hình như đều xem ông là bạn. Có hai bằng chứng, một là có một nơi trên núi đặc biệt nguy hiểm đến nỗi mọi thợ săn thiện nghệ khi nghe nhắc đến địa danh, đều tỏ vẻ kính nể và có thưởng vàng bạc châu báu đến bao nhiêu cũng không dám bén mảng đến đó. Nơi đó gọi là vực Kỳ Nhông. Tương truyền nơi đây có 7 kỳ nhông to lớn và cực kỳ hung hãn. Thế nhưng đó lại là chỗ ông tiên khùng hay lui tới như ngôi nhà của mình. Hai là những người thợ săn thuật đi thuật lại mỏi cả miệng chuyện tiên khùng một lần nọ đã can gián hai con mãnh thú đánh nhau suốt vài ngày không phân thắng bại. Cuối cùng qua sự can gián của ông, con hạm bỏ đi, con cọp dữ ở lại nằm phục dưới chân ông ngoan ngoãn như một con mèo nhà. Khi thấy tôi không thắc mắc gì thêm, thầy Tám Thuần phát thuật tiếp theo lời kể của thầy Hai Từ Bảo. Thầy Hai Từ Bảo kể tiếp, tiên khùng cầm một cây gậy dài, vừa đập đập vào chân tôi vừa nói, đúng rồi nghen. Đúng rồi nghen, cứ như vậy nghen. Sáng mai hãy rời khỏi đây ngay đi. Ở lại tao không giúp được gì đâu. Khi thấy tôi còn ú ớ, tiên khùng lặp lại nguyên văn lần nữa. Sau đó vừa đi ra ngoài theo lối hậu điện trổ xuống bếp, tiên khùng vừa lặp đi lặp lại cũng những lời vừa nói. Thực sự thì tôi không hiểu gì, chỉ nghĩ tiên khùng chọc ghẹo lang bang vì lần nào gặp ông ấy, tôi cũng bị ông ấy chọc ghẹo vui vẻ. Nào hay, đêm hôm sau mọi người đang ngủ, lửa bỗng phực cháy thiêu rụi cả chùa mà không biết rõ bởi nguyên cớ gì. Tôi và thầy Ba Tâm Nguyện, một sư lớn tuổi là hai người tỉnh ngủ, thế mà đêm ấy cả hai chúng tôi đều ngủ say như chết. Nếu không có con chó mực cắn áo lôi dậy thì chúng tôi nay đã về với ông bà. Tôi tỉnh dậy trong kinh hoàng, chạy vội đánh thức tất cả mọi người để cùng vơ vét chút ít đồ đạc kịp thời vùng chạy thoát ra ngoài. Khi vừa ra đến ngoài sân thì mái chùa đổ sập xuống tơi tả. Hú vía! Lúc đầu phần lớn trong anh em đều kêu trách vì chúng tôi bội phản mà ra nông nỗi. Nhưng sau đó, mọi người dần ngộ ra một điều. Đó là tai ương này hình như là một dấu hiệu cho chúng tôi biết quyết định theo Chúa của chúng tôi có một tác lực nào đó. Có thể tác lực đó làm cho quỷ ma căm giận. Điều gì khiến cho quỷ ma căm giận chắc chắn phải là điều tốt, điều đúng hay việc lành. Tôi hỏi thầy Tám. Lúc chùa bác sĩ đang cháy, thầy ở đâu và làm gì? Thầy Tám từ từ kể. Sau khi lấp đầy bọng cây bằng đất và đá để làm mộ phần cho thầy Tư, tôi về chùa với thầy Hai Từ Bảo. Tuy nhiên tôi không ở lại đó lâu vì mơ hồ nghĩ rằng nơi này không còn là nơi tu của tôi nếu muốn tu bên Công giáo. Tôi phải xuống núi và phải làm gì đó. Vì tôi biết tu hành bên Công giáo rất đa dạng, đâu hễ mặc tu phục mới là tu. Tôi cũng nghĩ mình không nên gặp sư phụ Lù. Và lại tôi còn đang đau đớn lắm vì 6 vết roi mới lãnh phạt. Tôi ra ở một mình trong hốc núi cách xa chùa BS một quãng độ trăm thước để ngầm nghe ngóng, chờ tin của sư phụ là thầy Hai Từ Bảo, các thầy và quý huynh đệ. Rồi dựa vào đó mà tính tiếp. Tôi hỏi, và lúc nào thầy mới biết chùa bị đốt cháy? Đêm ấy đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc và nhìn ra thấy sáng rực một góc trời. Định tâm kỹ thì thấy đám cháy ở hướng chùa BS, kèm theo là những tiếng nổ của những vật gia dụng và cây gỗ quý. Tôi chạy ngay đến và nhập đoàn với thầy Hai, các thầy và quý huynh đệ. Buổi sáng chúng tôi xuống núi với dự định sẽ nhắm hướng đi tìm cha Tê, tuy nhiên chúng tôi không đi được xa. Tất cả đều bị lực lượng cảnh sát áo trắng phối hợp với cảnh sát dã chiến bắt giữ với lý do chúng tôi là những nghi phạm việc đêm vừa qua đã đốt chùa bác sĩ để gây rối. Sau 2 ngày, thầy Hai Từ Bảo và các thầy vẫn cứ bị giam giữ tiếp để bị điều tra thêm. Còn 6 huynh đệ trẻ trong đó có tôi bị đưa đi tra xét rất gắt gao. Sau cùng khi đã xác định chúng tôi là những tu sĩ, chúng tôi được cấp giấy tờ và hoàn tất mọi thủ tục tại phòng tuyển mộ nhập ngũ quân vụ thị trấn Cao Đẳng, rồi được chỉ định lên xe GMC đến trung tâm huấn luyện Quang Trung. Sau 3 tháng quân trường, 6 huynh đệ đành phải chịu chia tay nhau mỗi người về một đơn vị khác nhau. Riêng tôi về lực lượng địa phương quân đóng ở quận Công Ty. Ở quân ngũ không bao lâu thì đất nước thống nhất. Tôi gom hết số lương lính dành dụng rồi trở về đây nhanh chóng mua ngay vài công ruộng hay còn gọi là xào ruộng trước khi có lệnh đổi tiền lần thứ nhất. Nhờ thế mà cuộc sống ổn định dần cho đến hôm nay. Tôi hỏi, sau chiến tranh, thầy có gặp lại thầy Hai Từ Bảo và các thầy hoặc một huynh đệ nào đó hay không? Không, hoàn toàn không. Và tôi nghĩ chẳng có cách gì liên lạc được với nhau, nhất là khi tôi thu mình vào một nơi heo hút chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng vào sự an bài của Chúa, điều gì Chúa cần thì người sẽ sắp đặt. Thầy nghĩ rằng mình đã được yên ổn chưa với thầy Lù, vì dù sao đó cũng là cha nuôi rất có công với thầy. Thầy Tám suy nghĩ một lúc, rồi trả lời cách rất khó khăn. Hàng đêm khi giấc ngủ chưa đến, tôi vẫn nghĩ đến thầy Lù, vừa là cha nuôi vừa là sư phụ của tôi. Tôi nghĩ bỏ ông để theo thầy khác là phản bội, nhưng bỏ ông để theo Chúa thì không phải là hành động vong ân bội nghĩa. Tôi rất yên tâm về điều ấy.
nhưng 6 vết roi trên lưng vẫn cứ làm tôi có chút lo sợ. Nói đến đây thầy Tám thở dài rồi tâm sự. Trả ơn thầy là bổn phận thiêng liêng, nhưng bởi vì không biết làm sao để đền ơn nên tôi dâng hết nỗi niềm cho Chúa và cầu nguyện cho ông hàng ngày. Tôi thắc mắc, chẳng lẽ thầy phải mang những vết roi này suốt đời hay sao? Thầy có tin một ngày nào đó các vết roi ấy sẽ tan biến không? Thầy Tám lạc quan. Tôi tin ngày nào đó chúng sẽ tan biến, vì so với ngày trước, hôm nay chúng lành hơn nhiều. Tuy nhiên đau khổ có cái hay, bởi vì lời cầu nguyện của kẻ đau khổ có sức mạnh hơn lời cầu nguyện của kẻ bình an hạnh phúc. Giống như của lễ của người nghèo, người khổ đau, người thấp mọn. Giá trị hơn của lễ của kẻ giàu, kẻ hanh thông, kẻ quyền thế. Cái lẽ đời nhiều khi nó giản đơn đến khó thấy. Như vậy đó, suy ra ai sống bác ái, Chúa sẽ nhậm lời. Ai khiêm tốn hiền lành, Chúa sẽ bình đỡ. Nghe đến đây, bỗng chợt hiểu, tôi liền chen thêm. Kẻ bị chê là dại khờ sẽ được Chúa tỏ hiện và đích thân người dạy dỗ. Đúng không? Lẽ đời chính là lẽ trời, trời đất luôn nghiêng về người yếu hèn thấp bé giống như cha mẹ suốt ngày cứ để mắt đến đứa con ốm đau, không may hay tật bệnh. Thầy Tám kết luận, thế mà ai cũng muốn lớn hình lớn tiếng. Khổ vậy. Hai anh em choàng tay qua vai nhau rồi cười ngất cho cái nỗi khờ dại của người đời.